Hello, hello mọi người. Mọi người ai đang xem lại thì hãy chào em để em biết để chào lại mọi người nhá. Đấy ạ. Chị ai báo xem nha chị. Dạ, hôm nay em sẽ là em sẽ thanh lý đồ của mình ạ. Chỉ cần từ 30k trở lên thôi nha mọi người. Ai lấy cây vải này thì comment một con số điện thoại cho em nhé. Cây vải em đang mặc trên mặt trên người này là 70k. Cây vải em đang mặc trên người là 70k nha mọi người. Mọi người ai lấy thì comment một con số điện thoại cho em nhá. Này bạn gần đâu? Em chỉ thanh lý đồ thôi anh ạ. Ai lấy cái vải này comment một con số điện thoại cho em nhá. 70k. Cái vải này là 70k nha mọi người. Rất đẹp ạ. Mặc nó sáng giá lắm mọi người ạ. Mọi người vào chia sẻ cho em nhé, xin lỗi thôi. Cảm ơn anh nhá. Mọi người vào chia sẻ cho em ạ. Cái váy này là 70k, ai mua thì hãy comment một con số điện thoại cho em nhá. Em thanh lý rất rẻ mọi người ạ, cho nên mọi người hãy xem hết livestream của em đi ạ. Có nhiều đồ rất đẹp, có cả mua đông ạ, có cả mua hè và có cả thú đông nữa nha mọi người. Giày dép và túi sạch nha mọi người. Cái váy này là giá 70k. Khi em mua thì nó có giá là 290k. Em chỉ mặc một lần. Cái váy này em mặc có một lần thôi nha mọi người. Bẹo ơi, nhớ đành bẹo. Đấy ạ. Nhớ đành bẹo kìa. Ai lấy thì comment một con số điện thoại cho em nhá. Mời người bạn. Bảy mươi cá. Nhìn người ứng chị hay, chị béo lắm em ạ. Ai comment một con số điện thoại cho em nhá. Mọi người chia sẻ nhiều thì khi mua hàng em thì sẽ được bớt 20.000 hoặc 30.000 ạ. Mọi người cứ chia sẻ đi ạ. Cái váy này có giá là 70k. Em xéo hết mực rồi nha mọi người. Em thanh lý. Bây giờ em sẽ thanh lý dây dẹp và túi sạch nha mọi người. Có nhiều cái rất đẹp mọi người. Cứ coi hết livestream để em. Ai lấy mẫu này không ạ? Để em qua mẫu nhá. Ai lấy mẫu này thì chốt một con số điện thoại cho em ạ. Mọi người vào đúng giúp em nhờ. Mọi người chia sẻ giúp em vậy nhá. Ai chia sẻ thì mua trên livestream này sẽ được giảm 20k đến 30k. Chào chị Hóa nhá. Chào Kim Thóa. Mọi người vào chia sẻ giúp em vậy. Ai lấy cái váy này thì hãy comment một con số điện thoại cho em. Cái váy này có giá là 70k. Không lấy quá màu nhá, cái này để mặc cũng được. Xin chào Tuấn Ngoài nhá. Chào mọi người, chào chị Xoán ạ. Mọi người vào chia sẻ giúp em vậy nhá. Ai lấy cái váy này thì hãy comment một con số điện thoại cho em ạ. Chỉ có 70k thôi nha mọi người. Em 40k thưa vơ em ạ. 42 kg thì vừa em ạ. Vừa luôn, chị mặc chị vì chị béo cho đến mặc hơi chật. Ok Huyên ạ. Em bây giờ em sẽ thanh lý vải dây dép và túi xách các kiểu mọi người cứ. Chị sẽ quá màu nhá, ai lấy màu này không ạ? 70k nhá.
Ai lấy mẫu này thì để số điện thoại cho em ạ. Bây giờ em sẽ qua mẫu chi chi. À, bây giờ em sẽ qua mẫu một mẫu váy len nha mọi người. Em ơi mặc nhỏ ngực. Không em ạ, không rớt mà em nhá. Đây là mẫu váy body chất len nha mọi người. Váy này có giá là 70k. Khi em mua là có giá 30k. Chất len dai dặn nha mọi người. Mọi người mặc yên tâm đi ạ. Chất len mẫu này chất len dai dặn. Ai lên dáng rất đẹp nha mọi người. Bạn đôi dây với này. Anh chụp ảnh nha em đi. Mẫu này 70k. Ai lấy thì comment một à hai con số điện thoại cho em nhá. Mọi người vào comment đi ạ. Có mẫu người hãy cáo cho thì là mặt ngắn cái mẫu này nha mọi người. Ai lấy thì comment hai con số điện thoại cho em 70.000 nha mọi người. Khi mua của nó là giá của nó là 30.000 mặc một lần nha mọi người. Chật lén giá 30.000 mặc một lần là cái gì? Dạ 300 300 chứ không phải là 30 đó nha. Ai lấy thì comment hai con số điện thoại cho em nhá. Báo 70.000 ạ. Ai lấy để em quá màu nha mọi người. Có ai lấy không? Hai con số điện thoại ạ. Nắng có thể ai lấy đấy. Hai con số điện thoại chất lén dây dằn nha mọi người. Chỉ có 70.000 mà mua được cái váy này thì sẽ không bao giờ mua được đó. Em chỉ mới mặc có một lần nhá. Mua 300 bán 70 chứ mình mua 37 có túi sách mô đẹp. Có túi sách ạ. Lúc túi sách đi em. Túi sách em lái 6 nha mọi người. Bây giờ em sẽ lái đốt được. Mọi người ai lấy thì comment hai con số điện thoại cho em nhá để em qua màu ạ. Hai con số điện thoại chỉ có 70k thôi nha mọi người. Chỉ có 70k thôi mọi người ạ. Bây giờ em sẽ quá màu nhá. Chị thấy cái chị đó. Thấy cái vải sách sáng nữa. Đấy ạ. Đây là cái giấm. Không chị ạ, đô của em cả. Đấy là giấm nha mọi người. Đấy là giấm ạ. Đấy là giấm có giá là 65.000 nhá. Giấm 65.000 đấy ạ. Giấm này mặc rất thoải mái. Mình mặc khi đi ngủ cũng được, đi chơi cũng được nha mọi người. Cái giấm này thì mặc rất tiện lợi. Nó có khuy đằng trong và khuy đằng ngoài mọi người ạ. Không sờ loi đâu mọi người nhá. Đấy ạ. Dùm bên nhá. Ai lấy dùm này thì comment 3 con số điện thoại cho em ạ. Ai lấy comment 3 con số điện thoại cho em nhá. Ai lấy dùm này thì comment 3 con số điện thoại cho em ạ. Dùm này rất đẹp. Dùm này có giá là 65.000. Em bán rất rẻ đấy nha mọi người. Mọi người cứ yên tâm đi ạ. Mọi người vào chia sẻ. Có đồ đồng em nhá. Đồ mua heaven. Dư hợp vẫn không. Mọi người mua đồ đi đồ rẻ. Mọi người vào chia sẻ giúp em về ạ. Giống này có giá 65k nha mọi người. Mọi người ai lấy giống này thì comment 3 con số điện thoại cho em ạ. Comment 3 con số điện thoại cho em nhá. Chỉ 65.000 thôi mọi người ạ. Giống này mặc có thể mặc đi ngủ được ạ. Và đi chơi thì rất sáng chảnh nha mọi người. Chỉ cần là đấy mọi người ạ.
chỉ cần đi chơi, mình đi chơi mình đi chơi cũng đều được ạ. Còn cái này mặc rất dễ nha mọi người. Ai lấy thì comment 3 con số điện thoại cho em ạ, đẹp quá hàng ạ. Ai lấy thì comment 3 con số điện thoại cho em, đẹp quá hàng nha mọi người. Cái dùng này rất đẹp mà nói lại hề. Dùng này đẹp thì mà. Mọi người ai lấy thì comment 3 con số điện thoại cho em ạ. Cái dùng này có giá 65k nha mọi người. Cái dùng này béo hoặc gầy mặc đều lên dạng, lên dạng nha mọi người. Nó có cái khuy trong và khuy ngay nên mặc rất dễ ạ. 65k. Ai lấy comment 3 con số điện thoại cho em ạ. Đem qua mẫu nhá. Chị. À, đồ mua đồng đấy ạ. Cách mặc cái áo này nó hơi phải chị lấy đi. Ai lấy cái vàng này thì comment 3 con số điện thoại đấy ạ. Bây giờ em sẽ quán mẫu nha mọi người. Đây ạ, cái này có giá 50k. Cái vút cái gì đây? Dúm xẻ ta nha mọi người. Cái này dúm xẻ ta có thể đi biển ạ. Đi biển hoặc là mình đi chơi vào có xẻ ta rất khuyến rũ mọi người nhá. Ai lấy thì comment 4 con số điện thoại cho em ạ. Rất khuyến rũ nha mọi người. Cái này thì mặc rất tiện lợi ạ. Chỉ 55k có thể mua được cái vải này ạ. Mọi người vào comment giúp em ạ. Ai lấy thì comment 4 con số điện thoại giúp em nhá. Đem qua mẫu ạ. Hoặc là chụp màn hình để em có thể gửi trong inbox cho em nhé. Chỉ 55k thôi mọi người ạ. Không mua đâu cũng không có giá rẻ như thế này đâu. Ai lấy thì comment 4 con số điện thoại em ạ. Chỉ 55k thôi nha mọi người. Cái xẻ ta này không bao giờ có giá ở đâu mà có giá như vậy đó. Sáng nắng cũng không bao giờ lô 1 nha mọi người. Chỉ 55k thôi ạ. Ai lấy thì comment 4 con số điện thoại em nhá. Ai lấy thì comment 4 con số điện thoại cho em để em con chốt cho mọi người ạ. Mọi người ai lấy thì comment 4 con số điện thoại cho em nhá. Ai lấy thì comment 4 con số điện thoại cho em ạ. Chỉ 55k mua được 7 xe ta đấy nha mọi người. Đồ mua đồng đi chị. Ai hỏi đồ mua đồng đi. Đây ạ, đấy là đồ thủ đồng. Em sẽ quá mẫu ạ. Ai lấy thì comment 4 con số điện thoại cho em ạ. Cái này em sẽ quá mẫu nhá. Đây ạ, đây là cái áo thủ đồng nha mọi người. Mọi người đợi em để quán mẫu nhá. Đây là cái áo thu đông ạ. Cái áo thu đông này mặc rất xinh. Này chẹp chẹp cái này. Cái áo thu đông này mặc rất xinh nha mọi người. Cái áo này ạ. Cái áo này chỉ có giá là 50k thôi nha mọi người. Mặc rất xinh ạ. Mặc có thể đi học và đi chơi nha mọi người. Mặc rất xinh, mặc kiểu baby doll á. Chỉ có 50k thôi nha mọi người. Mặc xinh lắm mọi người ạ. Đi chơi có thể mặc được và đi học cũng có thể mặc được nhá. Mặc rất xinh luôn ạ. Ai lấy thì comment 5 con số điện thoại em. Chị đi mẫu ít. Thôi em chỉ lấy màu áo nhá. Thấy em mặc vải body. Mặc cái vải body đen.
Mọi người vào comment cho em rồi. Ai lấy cái áo này thì comment 5 con số điện thoại cho em nhá. Mặc rất xinh ạ. Vào thu đông thì mặc rất dễ mọi người ạ. Mặc rất xinh nhá, có thể đi học và đi chơi. Áo thùng lắm em ạ. Kiểu baby doll á. Cho nên là mặc rất xinh luôn. Mặc thoải mái vừa kiểu mặc chân váy được ạ. Ai lấy thì comment comment 5 con số điện thoại cho em nhá. Cái này 50k. Cái này 50k em mới mặc có 2 lần thôi nha mọi người. 50k nhá. Add áo lên không chị? Add áo lên đó đăng em. 50k mọi người ạ. Ai lấy thì comment 5 con số điện thoại cho em ạ. Chỉ 50k thôi nha mọi người. Mọi người chụp màn hình để em inbox cho em nhá. 50k em nhá. Baby đốn ạ. Kiểu rất dễ thương nha mọi người. Mặc có thể mặc đi học, mặc đi chơi. Đi chơi thì mình kết hợp với quần đùi hoặc là chân váy nhá. Chân váy thì thương mặc dễ thương. Rất dễ thương luôn ạ. Mỗi cái túi của em để mỗi. Mặc rất dễ thương nha mọi người. Mình có thể đi chơi. 5 con số điện thoại. Ok, chốt cho Huyền nhá. Bây giờ em sẽ quá mẫu ạ. Bây giờ em sẽ có một cái áo khoác len nha mọi người. Chốt cho Huyền ạ. Bây giờ mình sẽ có một cái áo khoác len. Đây ạ. Đây nha mọi người. Đây là áo khoác dạng áo này có giá. Áo này thì mình đấy ạ. Mọi người gần xem chặt nhá. Áo này có giá là 150.000 ạ. Áo này có giá 100. Áo này mấy hay. Áo này có giá 125.000 nha mọi người. Mình quên mình bảo sai ạ. Áo này có giá 125.000. Mình không bao giờ ai mà đi mua được này. Chất rất ứng mọi người ạ. Chất rất ứng nhá. Ai lấy thì comment 6 con số điện thoại cho em ạ. Ai lấy thì comment 6 con số điện thoại cho em nhá. Ai lấy thì chia ở Vinh em ạ. Số điện thoại. Ai cho số điện thoại mà không. Đó là số 5 đi ảo lý ấy. Ai lấy thì comment 6 con số điện thoại cho em ạ. Cái này chỉ có 125.000 là mua được một cái áo dài thế này đấy ạ. Nếu mà ai không thích chất của mình thì có thể trả lại cho em nhá. Cái chất này rất ứng nha mọi người, mặc rất ấm ạ. Ai lấy thì comment 6 con số điện thoại cho em ạ. Chỉ 125.000 thôi nha mọi người. Rất thích form của nó thì lên dạng kỳ đẹp. Nếu mọi người nghĩ yên tâm nhá. Ai lấy thì comment 6 con số điện thoại cho em ạ. 6 con số điện thoại cho em chỉ có 125k đấy. Có thể mua được cái áo dài như thế này đấy nha mọi người. Chất rất ứng, ai không thích chất thì có thể đổi cho em. Chất ứng nha mọi người. 200, chị nói về 125.000 nhá. Chị thì đẹp tới nhắn chơi nha. Trân thì Huyên. Ok Huyên ạ. Nếu ai lấy áo này thì chụp lại cho em để chụp luôn trên đơn không tốt nhé. Chụp luôn trên đơn cho em thì em càng tốt nha mọi người. Mọi người cứ chia sẻ đi ạ. Ai lấy cái áo này like. Ai lấy cái áo này. Thông tin nhắn đẹp của em. Mình là chị ạ. Comment 6 con số điện thoại cho em nhá. Chỉ 125k thôi mọi người ạ. Chỉ 125k nó có thể mua được cái áo đẹp và ấm như thế này thôi nha mọi người. Chỉ 125k thôi ạ. Mọi người mua ra tiếc á. Cái chất của nó rất đẹp. Mét 55 mặc vừa nha em. Mét 55 mặc vừa. Mét 55 thì quá đẹp luôn. Em thì chỉ 1m53 ấy. Màu hơi bị ngắn, màu mét 62 nên hơi ngắn này. Em
quá mơ, ai lấy màu này thì comment 6 con số điện thoại cho em nhá. Ai lấy cái áo này thì comment 6 con số điện thoại cho em ạ. Để em qua màu nhá. Chỉ 125k thôi mọi người ạ. Để cho em đi ok ngon nhá. Tí đây. Bé ơi, em sẽ qua màu đấy là màu giấm ạ. Đấy là màu giấm nha mọi người. Mọi người có thể khoác một cái áo à. Có cái áo. Mọi người có thể khoác một cái áo ngoài như thế này ạ. Cái này nó giấm da nha mọi người. Ai lấy thì comment 6 7 con số điện thoại cho em ạ. Cái này giấm da nha mọi người. Ai lấy 6 1m55 mặc được thoải mái em nhá. Nguyên thống nhá. Ai lấy thì comment 6 con số điện thoại cho em ạ. Cái giấm này giấm da chất nhúng nha mọi người. Đấy ạ. Cái này nó giấm da chất nhúng ạ. Chỉ cái này giấm chất nhúng nha mọi người. Mọi người đây là này. Da thế này ạ. Ai lấy thì comment 7 con số điện thoại cho em ạ. Ai lấy comment 7 con số điện thoại cho em ạ. Chất nhúng nha mọi người. Ai lấy thì comment 7 con số điện thoại cho em ạ. Chất nhúng mọi người ạ. Cái mối chi. Mặc vào đi. Đấy nhá. Ai lấy thì comment cho em nhá. 7 con số điện thoại ạ. Chỉ 55k. 55k có thể mua được cây xẹt vải thế này, xẹt quân dài thế này đây nha mọi người. Nó dài lụt chín mọi người ạ. Đi rất mặc rất sang chảnh. Ok Huyền nhá. Mọi người vào chia sẻ cho bé về ạ. Chia sẻ để được mua ham giảm giá nhá. Thích cái hay của em ơi. Cái này thích chưa? Cái này mặc tốn dạng lên dạng cực. Mà nó chỉ 55k là mua được nhá. Hồi trước em mua là 320k. Cho nên là mọi người mua chất ứng ạ. Chất ứng. Mọi người có thể khoác. Mua đống thì kiểu quân này là dài á. Mọi người có thể khoác thêm cái áo khoác của mình nhá. Em có thể quá màu ạ. Ai lấy thì comment 6 7 con số điện thoại cho em. Chị quá. Bây giờ mình sẽ quá mẫu nhá. Đây là cái vải bo. Cái vải bo rất xinh ạ. Cái có áo thu đông dài không chị? Có em nhá. Để chị thu đông thứ tư ạ. Thu đông đời xíu nhá. Đấy ạ, à, đấy là màu tạ thứ 8. Ai lấy thì comment 8 cho em nhá. Con số điện thoại. Ai lấy thì comment 8 con số điện thoại. Chỉ 45k mua được cái vải này nha mọi người. 45k. Tao nói đâu tù đúng đấy. Bốn lăm cá con số điện thoại nhá. Cái này mặc bao mua đống mọi người ạ. Giờ áo thu đông lên cho em xem. Đây là áo thu đông ạ. Thu đông em mềm quá. Đấy. Cái áo thu đông đấy nhá. Chỉ 40k là mua được cái áo này nhá. 40k là mua được cái áo này ạ. 40k mua được cái áo thu đông này nhá. Đây là áo thu đông nha mọi người. Có hai màu, một màu xanh và một màu xám này nha mọi người. Xanh và xám ạ. Ai lấy thì comment nha em ạ.
30k nhá. Để cho em biết. Ok ạ. À. Ai lấy, em lấy cái chi ấy. Em lấy mút xanh, mút xanh đấy. Mút xanh. Hồng Nguyệt lấy chi. Hồng Nguyệt mút xám này. Đây ạ, à, em qua mẫu ạ. Đây là áo trễ vải nha mọi người. Đây màu xanh em nhá. Đưa xa xa đi chị. Đây nha, đây màu xanh này. Màu xanh của nó chỉ 40k, à 35k. Cái này 35k nha mọi người. Này. Đấy ạ. À. Đấy là áo trễ vải ạ. Mua thứ đóng đều mặc được nha mọi người. Khoảng một đấy ạ. Cái xanh này của Trân TV đúng không? Ừ. Chị coi đó. Đấy ạ. À. Đấy là áo trễ vải nhá. 40k. Áo trễ vải này 40k nha mọi người. Này rất xinh mọi người ạ. Rất xinh luôn. 40k. Em 47, 48 chi nhá. Cho cậy mô. Ở thủ đông dài tay ông người không biết. Có hăng làm nhá. Em lấy nhá. Em lấy cái mô vĩnh. Ai lấy cái này thì comment 9 cộng số điện thoại cho em ạ. Cái này 40k nha mọi người. Trễ vái ạ. Mặc thủ đông nhá. Tới tội đi hết. Đấy ạ. À. Thu đóng ạ. À. Vĩnh lại gạo ní. Em Trân Thủy Vĩnh chỉ ghi cho nó được. Thế nhá, em qua màu nha mọi người. Ai lấy cái này thì comment. Bạn hệ rửa tâm chi mặc ẻ. Cũng còn nhiều đồ lắm anh ạ. Mấy cái cậy gì ông đấy. Đấy ạ. 35k nha mọi người. Đấy ạ. Mặc vào mùa đông thì rất thích, nó ấm á. Ai lấy cho tao coi. Ai lấy thì comment 10 con số điện thoại em nhá. Khó xé bông mí. Ờ để tao đổi. Tối chứ tự nhiên tối đi hết. Đấy mọi người ạ. Ai lấy thì comment 9 cộng số điện thoại cho em nhá. Lọa. Trời ơi nọng à. Lệ lắm em. Khó xém lắm. Ơ ra nghỉ rửa hay. Ai lấy thì comment 9 cộng số điện thoại cho em nhá. Chỉ 35k thôi ạ. Lệ chi ơi. Nó đó. Nó nữa mà. Chị coi mà mày chị. Không, vậy đi nào. Em lại cái số 8 màu xanh nhá. Chị mặc áo trắng rửa hơi tụi. Ờ chắc là mặc áo trắng hơi tụi. Màu xanh cái gì đi ạ? Không ạ, cái cậy. Ai lấy cái này thì chỉ 35k thôi nha mọi người. Cái này có mấy vậy luôn. Ok nhá. Ok chị Huyên, em cảm ơn nhá. Không lại em xem rõ mà. Đấy ạ, à, 35k nha mọi người. 35k 9 cộng số điện thoại. Cái này có thể mặc lên được gì ạ. Đổi màu nhá, em đổi màu nha mọi người. Chị mặc đi.
Mọi người đợi em xíu nhá để em chuyển màu ạ. Cái bê giá không đấy? Ok ok Huyên nhá. Ái lấy cái áo này ạ. Áo này comment 10 con số điện thoại cho em nhá. Chỉ 35k thôi mọi người ạ. 35k là có thể mua được cái áo này đấy ạ. 35k nhá. Chất này, chất rất ứng mọi người ạ. 35k con số điện thoại cho em ạ. 10 con số điện thoại cho em nhá. Đấy ạ. Chất rất ứng nhá. Màu len này thì có thể khoác, mình khoác thế mạo ạ. Cái áo xanh là được em lái lắm á. Cái áo xanh khoác ạ. Dưới là tết. Đấy ạ. Em bẹo bùng không mặc được. Không, cái này chị cũng bẹo mà em. Chị cũng bẹo bùng như nên mặc được, mặc hết nhá. Có kiểu màu vàng ý nè mi ạ. Có màu vàng, vàng tế nữa mũi. Đấy nhá. Đây là chất rất ứng, 35. Để cho tao áo sọc rồi. Ok anh nhá. Mình sẽ khoác, đấy ạ. Đấy là áo khoác nhá. Áo khoác 90k. 90k nha mọi người. 11 con số điện thoại ạ. 90k chốt cho anh áo sọc này đấy nhá. 90k con số điện thoại nha mọi người. 90k. Cái này có thể có khuy này. Mặc rất xinh. Rất xinh luôn mọi người ạ. 90k con số điện thoại ạ. 90k con số điện thoại nhá. Mặc rất xinh nha mọi người. 90k con số điện thoại ạ. Mặc rất xinh ạ. Ai lấy thì comment 11 con số điện thoại cho em nhá. Mặc xinh cực kỳ luôn mọi người ạ. Chất cung ứng như này là 90k thì quá rẻ luôn nha mọi người. Ai lấy comment cho em ạ. 90k con số điện thoại. Chất rất ứng ạ. Để em ok lên chị nhá. Chị chốt cho em nhá. Em công em inbox cho em, chụp màn hình inbox cho chị nhá. Đấy ạ. 90k rất xinh luôn. Không mặc thì hơi phí ạ. Bây giờ mình sẽ chuyển màu nhá. Để lên lên chị nhá. Chị nhớ đi. Đây mọi người ạ, em sẽ thử cái áo khoác len này nhá. Mua thú đông để mặc được. Dây dẹp đi chị tắm hôi nữa. Dây dẹp thì hôi nữa em nhá. Chị lái 6, chị lái đô trước cái đợi. Đấy ạ. Cảm ơn chị Oánh nhá. Đấy nha mọi người. Áo này có giá là 35k. Mặc Minh khoác đơn giản cho nó. Nhưng mà mình đi chơi Minh khoác 11 con số điện thoại ạ. 35k nha mọi người. 11 con số điện thoại 35k. Chỉ 35k thôi mọi người nhé. Mình có thể thế này thì mua đống ạ. Mua thú đống mặc rất ấm mọi người ạ. 35k nhá. Chi thấy đó. Mọi người ai lấy cái này thì Em lấy cái này để chi chuyển màu nhá. Em lấy nha. Ok em. 35k thôi mọi người ạ. Bây giờ Cả set này có giá là 70k. 69k nha mọi người. Set này có giá 69k. Nó có giấy ạ. Nó có giấy hai bên này. Mặc rất quyến rũ ạ. Đổi. Ok Huyên nha. 11 là cậy này thôi. Cái chị đi dập cáo bố đi. Bỏ đi tiệm đi. Ok Hằng nha. Mình lái để đi. Đã. Đây là cái áo khoác này. 100k này. Áo khoác 100k nhá.
nó có hai cái nớ bên rất xinh mọi người ạ. Áo em thì chỉ có xinh xinh kiểu này mặc rất thích, chất của nó cũng thích nhá. Áo này 99k mọi người ạ. Ai lấy thì comment 99k con số điện thoại cho em. 12 này rất thích luôn. Mọi người mặc áo áo màu đen đứng trống á, áo màu đen này này có hai cái túi này rất xinh mọi người ạ. Chỉ 99k thôi mọi người nhá, chỉ 99k thôi ạ. Này hai cái túi này 99k mọi người ạ. Chất rất ứng nhá, chất ứng lắm ý. 99k. Ai lấy 12 con số điện thoại cho em, 12 con số điện thoại để được sở hữu một cái áo ấy có 99k mà chất rất xinh nhá, chất rất đẹp, mặc rất xinh ạ. Hai cái nớ này 99k mọi người ạ. Ai lấy thì comment 99k cho em nhá. Ai lấy comment 99k để em đổi màu ạ. Ai lấy đúng không ạ? Ai lấy để em đổi màu nhá. Bị chia sẻ trên tế trên tế muốn đi kiểu vi phạm ra này đấy ạ. À, đấy là một bộ của nó nha mọi người, một set nhá. Set của nó là 70k, có cả váy giá rất đẹp, chất rất ứng ạ. Váy giá và cái áo này ạ, áo có kiểu sexy lady. Rất đẹp mọi người nhá. Chị đừng đợi luôn đi. Rất đẹp ạ. Đấy khóa cái áo này đi vô luôn. Khoác là 199k nha mọi người. Áo khoác 99k chất rất ứng mặc rất xinh ạ. Chỉ 99k thôi nhá. Chỉ 99k thôi mọi người ạ. 99k có thể mua được cái áo khoác. Còn cái váy giá là chị để đi. Dạ. 99k mọi người ạ. Cái áo khoác 99k nhá. Ai lấy thì comment 12 con số điện thoại cho em ạ. Ai lại comment 12 con số điện thoại cho em ạ. Để em qua mẫu nhá. Ai lại thì comment 22 con số điện thoại cho em ạ. 12. Ai lại thì comment 12 con số điện thoại cho em nhá. 11 là chị đó. 11 là cái áo à. Trần Thị Huyền tiếp về. 11 là chị đó. Huyền đó. À em, mau đi. Để ra bên tế hôn huyết để đã hôn tỉnh để sáng nắng lên tí nó rất lôn hết đấy ạ. À, mọi người có lấy không, ai lấy thì comment mấy hai có mẫu đi đấy ạ. À, đây là chị có một chị mặc cái áo này đấy, chị tìm cái ô vang cái vải đi với cái ô vang còn đỉnh đỉnh nhá tìm một cái lâu nữa đấy, bên nữa chị mặc cổ trẻ này, chị mặc em ạ. Đấy ạ. À. Đây là sơ mi nha mọi người. Sơ mi bổ à, mặc cái nó đó khi chân vải cái xẹt của hắn nó rửa mất. Đó, mặc bố cậy. Nhanh lên này em đổi màu. Đấy ạ, à. Đây là sơ mi nha mọi người. Sơ mi này mình có thể mặc với quần len kính ạ. À. Quân len kính hoặc là chân vải nhá. Ok Huyền đợi chị xíu nhá. Đây là quân len kính hoặc chân vải, mình có thể mặc đi chơi hoặc là đi học được nhá. Chỉ 40k thôi mọi người ạ. Cái áo này ạ, chỉ 40k thôi nhá. Đẹp hay. Chỉ 40k thôi mọi người ạ. Ai lấy thì comment nha em. 13 con số điện thoại nhá. Chỉ 40k thôi ạ. 40k thôi nhá. Hả? Không, mặc cái áo nữa đó. Đấy ạ. Ai lấy thì comment 13 con số điện thoại cho em nhá. Chỉ 40k thôi mọi người ạ. Sơ mi để chị. Ok chị Phượng. 13. Ok, để chị Phượng.
chị được chứ, quả màu đẹp quả màu nhá. Ai cần chị ơi, à chị sửa mặt cái này. Áo ni tao mặc đẹp không? Áo ni mi mặc đẹp chứ mà có người lấy rồi. Áo ni đẹp mà mặc răng sáng. Mặc lên mà mình đi nữa. Cho người lấy rồi chị, có người lấy rồi chị. Được rồi, vô đi. Không cái ni quay lên đây. Cái xẹt này. Cái xẹt này ạ, đi dẹp vô đi chị. Dẹp dẹp vô. Cái set này có giá là 80k mọi người ạ. Cái set này rất xinh. Mặc đi biển có thể mặc được và mặc đi đi chơi cũng có thể mặc được nha mọi người. Rất xinh ạ. Rất xinh chị lại ra tối. Tối. Cái này có thể mặc được đi làm hoặc là đi chơi hoặc là đi đi biển nhá. Lái tiệp áo dài tay là đợi tao xíu nhá. Áo dài tay mình đồ đi với sự hẳn bóng cường này mỗi tay bên là một đống mà. Cái này có giá là 80k mọi người ạ. Áo rất chất rất ứng ạ. Chất rất ứng nhá. Cái set này có thể mặc đi chơi đi làm. Cái set này có thể mặc một đống đi khoảng áo da. Áo hoặc là áo khoác căng là được mọi người ạ. Dùng. Bán riêng áo không? Bán riêng ảo nhá, có bán riêng ảo. Có chân vải không cú? Chân vải nhiều lắm, chân vải chỉ giới không vậy đấy. Chân vải đi đấy. Chân vải bo nhá, bên tầm có rất nhiều chân vải bo. Rất nhiều đấy. Luôn, toàn là mùa hàng đắt. Nên vải đấy nhá. Tầm á. Chân vải. Có chân vải đó mọi người ạ. Chân vải này có giá là 60k. Khi mua bình thường không? Lê tuyệt mấy ạ? Áo mấy đi? Áo áo là khi này nói cái xẹt lâm 80 hay áo là 50 à 45 nhá. 45k nhá. Đây ạ, đây là cái chân vậy. Giờ xem là được. Chị giờ xem là chị có cần mặc hết đâu. Mặc khó mới biết được em ạ. Để áo cho chị Nguyễn Phương. Để áo áo mô chi. Đấy mọi người ạ, cái ảo này rất xinh ạ. Ảo này xinh nhá. 45k ạ. Ảo này rất xinh mọi người ạ. 45k ạ. Nha mọi người. Ảo này 45k ạ. Chị lấy chân với bo nhá. Ok chị, áo vàng đó. Áo vàng. Tuyệt có lấy không Tuyệt? Ừ, thì Phương là chị em. Không cưới chị Phương chị lấy đó. Giờ cầm chị lại sẽ đem cái này. Mọi người đợi em xíu nhá. Tao lấy áo vàng. Ok Tuyệt nhá. Mọi người ai cần gì thì nói em để em lái ạ. Vì đồ em nhiều lắm. Cái set này ạ. Cái váy này có giá của nó là em chưa mặc lần nào nha mọi người. Váy rất xinh. Váy xinh lắm mọi người ạ. Có chân váy size S. Tao toàn mặc ạ. Để chân váy nhá. Chân váy bo. Chắc là trời kết nối kém đấy. Đây là chân váy bo nhá. Coi cái chân váy này. Chân váy bo này có hai màu nhá. Có chân váy đen nữa. Đẹp dài. Chị à, cái chân váy này nhá. Cái chân váy này nó có giá bùn. Đông giá 50k cả nhá mọi người. Đông giá 50k cả. Rẻ để chị đi. Dạ. Chân váy này rất đẹp nhá.
cả các chân vảy đều đơn giản lắm mấy cá. Cái quần của mình á, có quần đuôi kiểu quần đuôi cấp cáo á, mặc rất thích. Đơn giản lắm mấy cá mọi người ạ. Mang chi kém quá. Thấy lẻ không ấy? Em lấy cái nào chị Mai chị? Đấy ạ, chân vảy rất đẹp nhá. Chị này like giờ em vậy này. Vảy vàng. À vảy vàng này. Vảy vàng em để cho chị nhá. Để em mang lại. Size gì đó em? Có xe ép và xe mơ chị ạ. Chị này like giờ em vậy. Lấy cái chân vảy vàng cái này một đấy. Đấy ạ, có rất nhiều chân vảy đông giả lắm. Có quân lăng kính. Quân lăng kính em nào bạn chị ạ? Để cái màu em lấy về. Thầy cô lại không. Chân vảy vàng mà chị nói là để màu đen. Chân vảy bo chị ơi. Chân vảy bo đẹp ạ. Đây 50 cá nhá. Ai lấy thì comment cho em ạ. Đấy ạ. Mấy cái lần mới vừa em à. Ai lấy chân vảy bo đi comment nha em nhá. Đấy ạ. Chân vảy bo này nha mọi người. Rất đẹp. Rất cực kỳ đẹp luôn ạ. Để cho em cái. Ok em. Chị này Hồng Nguyệt. Cái mau đi. Ai lấy cái chân vảy bo này. Có lén thanh lý không chị ơi? Không em ạ. Chị lén không thanh lý. Ai lấy thì có size S đấy. Toàn size S đấy mít. Chị giảm được cân, lại xinh đẹp tăng chi nhá. Ok chị Thanh nhá. Gặp múa để múa chị ơi. Gặp múa để chân đuôi của táo đầy chưa? Quân đuôi. Quân đuôi đen đấy không biết. Quân đuôi đen đấy chứ, đẹp cực. Quân đuôi đen đấy nhá. Đấy là của Kiều Anh đấy. Của Kiều Anh cái áo này về cái mí. Không thấy táo à, để táo chân vậy sáng. Ok, ok Hà Tuấn nhá. Hà Tuấn chân với sáng chị. Chị vô quay lại tiếng của em nữa. Kiều Anh Hà Tuấn. Kiều Anh là hai cái nữ. Đấy ạ. Không thấy đâu. Ok Hà Tuấn đấy nhá. À, chụp màn hình lại gửi qua cho tao nhá. Gửi qua. Đấy là chân với chân vẻ màu vàng ạ. Rất đẹp mà ạ. Rất đẹp, nó có thể thắt nữa. Đấy nhá. Nè. Rất đẹp, mặc lên cực kỳ đẹp luôn mọi người ạ. Cái vậy mà như quân nị. Em thấy cái màu đen đó. À cái màu đen là cái quân em ạ, không phải vậy mà. Đây là chân vải màu vàng nhá. Mặc rất xinh. Mình thường kết hợp với là áo phông trắng hoặc là áo gì nó cũng áo hoặc là áo phông đen hoặc là áo body đen nha mọi người. Cái chân vải vàng này rất xinh mọi người ạ. Ai lấy thì comment cho em nhá. Cái chân vải vàng này rất xinh. Cực kỳ xinh luôn. Ai lấy thì comment cho em ạ. Cái chân vải vàng này kết hợp với cái áo đấy là cà sẹt. Sao mà cái mô cũng đẹp đi hay. Xuống hồ đấy chỉ có người lấy chưa để cho em đi. Cái nào không Nguyệt? Cái chân vải vàng này à? Để chị cái chân vải vàng nhá. Ok chị Trang ạ. À, Giang đô ly em muốn hộ thể chị ơi. Ok. Này chị này Giang Trang. Trang lê. Trang lê chân vải vàng. À, cái áo này áo trề vải có thể mặc vào mùa đông nha mọi người. À mùa này có thể mặc vào mua thu đông nha mọi người. Cái này trề vải ạ, trề dưới này cho nên mọi người không phải lo là hẳn phải trịch lên trịch xuống nhá. Cái này rất đẹp, hóa văn của nó rất đẹp mọi người ạ. Chỉ cái này chỉ 50 cá thôi nhá. Trề vải mọi người ạ, trề vải mọi người nhá. Cái này ai lấy đẹp quá màu ạ. À ok chị. Này Trang Lê. Chị mặc thử. Rồi để ta mặc cái kệ. Chị mặc à, thôi em mặc cái nhá. Chị mặc cái này cho em cái này. Mặc luôn đi, mặc cái này luôn đi. Đấy ạ, à, cái xẹt vậy nhá. Có bạn mẫu không? Có cái giấy của nó không hay. Giấy của cái kệ xẹt vậy này một rét. Chị kiếm em vậy. Đấy ạ, à, đây là lấy cho chị. Cho được em, chị to sao vừa. Lấy cho được, à ok chị Trang Lê ạ. Có vải body. À có vải body nhá. Cái vải đen thế nào mọi người. Đen
vải body màu đen đấy ạ. Chất chất lén nhá ha. Cái vải body này màu đen, chất đen, chất lén nhá. Rất xinh luôn. Mặc óm óm body rất đẹp nhá. Mặc vải đỏ chấm bi đi em. Chị có tay dài form rồng không? Chị có tay dài form rồng không là đáng hay. Là ảo gì? Cái vải vàng chị mà đang mặc bằng. Cái vải vàng em đang mặc là có người lấy đấy chị ạ. Chị gái em lấy. Cái vải vàng em đang mặc này là 90k. Dài không? Tao mặc con vừa mà mí. Không dài mà mí bằng tao mà. Soi gái. Cảm ơn chị Trắng ạ. Nha mọi người, có quần đuôi. Quần đuôi có em nhá. Quần đuôi có ạ. Cho chị cái áo dài tay phóm rồng. Có em ạ. Dài tay phóm rồng. Dài tay phóm rồng bạn hết rồi. Cái vải trắng này nhá. Chị mặc cái cái người em cậy. Cái vải trắng này là 50k mọi người ạ. Mặc lên rất đẹp. Mỹ thử. Tao có mét rưỡi. Ờ mét rưỡi. Tao tài tao khi này thử rồi. Tao đảm bảo với Mỹ là vừa nhá. Cái này vừa. Vừa mà mặc lên phóm đẹp lắm. Mắt chất ứng lắm. Áo dài tay phong rồng hết rồi em ạ. Đấy nha mọi người. Màu vàng. Khi mô về tần kỳ đó. Mà có bột mía. Có bột nhưng mà tao nổ bán. Có body đen. Body đen này là 70k chị ạ. Mặc trắng chị em. Mặc vải trắng ra ok chị. Cái này. Cái này chất ẩm nha mọi người. Chất lét ạ. Đấy ạ. 70k. Giờ vải trắng lên. Em xem vậy. Vải trắng này nhá. Để mặc thử cho mọi người thấy ạ. Đấy ạ. Rất đẹp. Có màu khác không bị tàu gây mặc màu đen nó hợp. Giờ là để em thử màu đen chi nữa. Chị tháo cho em đây. Mọi người đợi xíu để em thay cái vải màu trắng cho mọi người thấy nhá. Ở đó đó. Chị đấy ạ. À, chị lấy lại xẹp cho em nữa đi. Tụi đi mi ơi. Ok đợi xíu nhá. Body ốm sạt không? À ốm sạt mi ạ. Xẻ một xíu. Đẹp mi mặc nó đẹp nó thê. Có cái mũ mà mặc vừa chị không? Em có cái mũ. Chị năng mấy cân cho cáo mấy chị? Đấy ạ. À, đấy vải màu trắng nhá. Khi mua đó, có giá 520 mọi người ạ. Bây giờ em xéo chỉ 100 thôi mọi người ạ. Mặc rất xinh. Mặc như công chúa. Chị hay phải những văn xinh quá hay. Đấy mọi người ạ. Em lấy vải trắng nhá. Ok em. Hồng Nguyệt vải trắng chị ạ. Chị xa tỉ. Đấy nhá. Ờ à, một đớn thôi. Đưa vải đen bó đi luôn thấy. Con kêu anh lại phải vây đèn body nè. Kêu anh. À, cái này có một đớn này. Chi lại cái chi em thay em mặc rồi. Như có cái chi nữa. Vây trắng xinh lắm mọi người ạ. Mọi người, à, chi bố màu đi. Chi bố màu đi. Chi bố màu cái này đi. Cái này chị đi dẹp tóc được. Cái này là chị. Vậy tụi đi chị. Có chân vậy tiệm đi Mỹ. Ok Mỹ. Đây xíu nhá. Cái này là có giá vậy hay 70k. Chấm bí mọi người ạ. Mặc rất xinh. Vào đi chị. Tụi đi chị. Đái nịt bùng bên sau không? Chị thánh lì đái nịt bùng bên sau không? Đái mỗi. Không em ạ.
pháo không biết tí nữa mình thanh lý dần dần mọi người ạ. Mọi người đợi nhá. Cái chấm bí này có giá 70k mọi người ạ. Rất xinh, có xẻ xẻ rất xinh luôn mọi người ạ. 70k. 70k nha mọi người. Rất xinh luôn ạ. Mi đang ở mô đỏ, tao ở Vĩnh nha. Vậy chấm bí này rất đẹp mọi người ạ. Chấm bí. Chấm bí này rất xinh luôn ạ. Ái lấy không để em quá màu nhá. Cái này ạ, vậy ạ. Vậy này có thể mặc với áo len. Vậy này có thể mặc với áo len. Áo len đen đang trống nha mọi người. Chị không có quần à. Có quần em ạ, chị tìm cái quần đuôi em ạ. Mấy con đuôi bên nữa đây. Con dài hả con đuôi em? Tùy đời chị xỉu nhá. Cái con đuôi này, con đuôi chị bán là đông giá 40k. Đuôi nè, rất đẹp luôn mọi người ạ. Này, rất đẹp nhá. Con đuôi 40k nhá. Đuôi 40k. Chất trí đỏ. Chất bo bí ạ. Chất răng bo. Con dài. Con dai có em ạ. Con đuôi 40k nha mọi người. Con đuôi 40k. Này. Con đuôi rất nhiều con dai này. Này. Con dai cùng đông giá 50k mọi người ạ. Đông giá 50k nhá con dai ạ. Mọi người vào chia sẻ giúp em với. Để chị quân đuôi. Để em một quân đuôi ok hăng nhá. Quân đuôi ní của hăng này. Chị chú cá hăng gì. Có túi túi hơi nữa mình lái sáu nha mọi người. Có pháo không có pháo nhá. Quân này. Quân này những người cá mặc rất đẹp mọi người ạ. Luôn cùng mặc được. Đấy nhá quân dai này nhá. Quân dai này mọi người ạ. Cái vải em nó mi có mặc chất trí. Mi mặc chất trí. Vậy mi mặc. À vậy tao mặc chất nhúng nhá. Rất đẹp. Mi thừa mi mà muốn mặc vào mùa đông thì mặc áo len đợi. Mi mặc rất đẹp cái ní hăng à ha. Đưa ra sàn. Đấy nhá, quân dài này nhá. Quân phón kiểu rồng mọi người ạ. Quân rồng này mặc đẹp cực kỳ luôn. Này. Quân mặc rất đẹp, quân dai mấy cấn vừa em. Quân dai là khoảng từ 75 đến 53, 54 cấn nhá. Hello Tâm. Chào chào Thảo nhá. Mau đen đi chị. Đấy nhá. Quân xanh tao mặc xem không. Lên tao xem không. Quân xanh này. Quân xanh ấy nhá. Mặc đẹp cực. Mí dạng ngón mặc đẹp. Màu đen dài đi chị. Đây. Đây là quân kiểu chị hay kiểu bay gí kiểu rắn này. Tao mặc vừa không 45. Vừa mẹ ạ, 45 cân cùng vừa. Quân sánh size 7 đấy em. Quân đấy là quân bói nha mọi người. Quân sánh 70k. Quân sánh simmer nha mọi người. Simmer sẽ ép đeo mặc vừa. Cái quân này thì cực kỳ ứng luôn. Lấy em đi, Trần Thị Huyên lấy nhá. Trần Thị Huyên lấy quân màu sánh này. Cái này là quân bói nha mọi người. Quân bói 45k. À 50k mọi người ạ. Quân bói 50k mặc rất đẹp. Quân bo lấy em màu đen nha. Ok Trần Thị Huyên. À Trần Thị Huyên màu đen chị ạ. Màu sánh được đấy. Để tao sánh à, ok. Ok kêu anh Thái. Đen chị ơi, ok em. Kêu anh Thái màu đen nhá. Đen. Để chân váy bo này nha đen, mọi người. Không, đen là con Huyên, con sánh là con kêu anh.
khác đi chị. Đây là chân vải bò nhá. Để tao câu với quần đùi. Cờ, quần đùi chứ. Con bù không mặc được vải được. Ok Mi. Quần đùi mà hay. Đó. Ờ à, đấy. Đây. Quần đùi quá đấy. À, con Ha Ha Tuấn. Ha Tuấn là một quần đùi vậy là một một cái sánh thế này nó. Đấy ạ, à, tiếp theo là một cái chân vải nha mọi người. Chân vải này có giá là 40k. Chân vải này mặc lên rất đẹp, dáng lên phóm chuẩn phóm người luôn nha mọi người. Rất đẹp ạ. À. Này, cái chân vải này này, có một cái túi bên này như rất xinh nhá. Mình kết hợp với áo trễ vái màu xanh ạ. À. Áo trễ vái màu xanh rất đẹp ạ. À. Có quần boy không chỉ có quần boy em nhá. Đây luôn. Này quần boy dài này. Màu xanh này. Đấy ạ, à. Quần đuôi mối nhỏ nhỏ. Ok ok Ha Tuấn ạ. Rồi tao cần. Đấy là quần boy màu xanh nhá. Có giá rộng mở sổ bản đồ. Đấy là quần boy màu xanh nhá. Boy màu xanh có giá là 70k nhá. Boy đen hết rồi em ạ. À boy đen một cái này nữa này. Boy màu đen cái này nhá, nhưng mà hắn mặc rất phong cách á. Mặc rất phong cách, có cái nhuồn ở đứng túi hơi nữa mình mới lái nha bạn. Túi hơi nữa mình mới lái ạ. Cái này nhá. Quần đen đi chị. Cái này có 60.000 thôi mọi người ạ. Mặc rất đẹp, cái phóm này mặc lên cực kỳ chuẩn mà. Mình thường kết hợp với là ốc phóng á. Cái này có nhùm đấy mặc rất xinh luôn. Cực kỳ đẹp. Ai lấy cái quần boy này thì comment cho em ạ. Tụi nhà anh em không? Tụi hơi nữa nha bạn. Tụi hơi nữa mình mới thanh lý ạ. Tụi mình thanh lý đốt được nha mọi người. Tụi theo hơi nữa ạ. Mọi người ai lấy cái quần boy này thì comment cho em đi ạ. Áo đi chi ấy ok em. Ai lấy ạ? Liệt à. Cái vải da ái cũng bảo tụi chị tê. Ok đợi chị xíu nhá. Tụi đợi xíu nhá. Ái lấy cái vải à. À chị thử cái này nè. Em dỡ đi à. Áo chị tê cho em cái áo nữa mất. Cực cái áo. Mấy cái áo nữa. Anh phải cái áo này nhá. Áo đấy mọi người ạ. Đây là áo kiểu dễ thương manh beo nha mọi người. Có zoom không chị Tấm? Có zoom em ạ. Có một zoom vàng. Cái zoom vàng cái này em mặc. Zoom không. Đấy đó. Có cái zoom vàng ở đây. Đây là kiểu áo có cái áo trắng nữa mọi người ạ. Có zoom không? Có zoom em Thảo nhá. Đợi chị xíu nhá. Em muốn hỏng mất. Ok đây chị quá tụi nhá. Tí nữa lái đô tiếp. Đấy là đời xíu ái lấy cái áo dệt thướng bánh bèo này thì có mén nhà em ạ. Có áo trắng mặc nữa nha mọi người. Giống đấy ạ. Mất giống chi lấy cái áo giống vang nó đấy. Giống vang ở dưới. Không giống vang. Đây giống em muốn hỏi giống dài hay giống ngắn em. Áo nó mấy chi? Áo này là 60k em nhá. Mặc rất xinh luôn. Màu trắng luôn. Mặc áo này chi xem vậy. Mặc áo này à chi? Dạ ok chi. Chị vô lái cái áo cái vậy mới tiếp ít. Vậy đi nay chị lấy đấy má. Chị mốt. Chị nó lượt đến lấy. Chị mốt. Chị cứ vô đứng đi. Chị đi chị. Để giống như chị mà. Té vô đứng cậy. Thôi nữa. Đấy mọi người ạ. Đấy nhá. Có áo ba lô mini. Có ba lô mini em ạ. Chị mua rồi mau ý.
chi mô rồi mau thì chi mô đấy ạ. Đấy ảo ảo rất xinh mọi người ạ. Có thể sơ vín được lấy nhá. Cho tụi tụi không chẳng lấy đó. Tụi đấy mọi người ạ. Tí đây lại là tụi đấy thôi. Đấy mọi người ạ, đấy là cái túi có chất rất ứng ạ. Chị Minh chỉ cầm thế này thôi mọi người ạ. Cầm thế này, cái này em mua là 380. Sẽ bán con túi này ạ. Em mua là 380, bạn nè, bạn mấy đây? Bạn 100 nha mọi người. Để cho chị ảo ní. Ok chị nhá. Túi đen mấy chị? Túi đen 120 em ạ. Chị mua 380 mà chị mới dùng 120 nhá. Túi này nữa ạ. Có túi này nữa nha mọi người. Em túi em toàn mua trên 350 mọi người ạ. Cho nên là mọi người kiến là túi này có giá 150 mọi người ạ. Túi tế chị ạ. Túi ní à em? Túi ní là 100 em ạ. 100 quấy là 110. Cái túi này 110 nhá. Con túi này là 140 ạ. Túi chơi néo. Túi này 140 nhá. Túi này 110. Túi đi học này. Để em hái cậy ní. À, được hái cậy ní à? Không ạ. Đấy nữa em nhá. Bằng xem ba lô mini đây xíu. Cái túi cái gái này có giá 100 ạ. Ok Giang đô lý nhá. Cái túi Giang đô lý cái này chi đấy. Cái đấy ạ. Cái túi này 100 ạ. Đi học rất xinh. Nhìn rất xinh nha mọi người. 100. Em cái túi em không bao giờ có dưới giá 350 nên mọi người cứ yên tâm nhá. Toàn là trên 350 thôi ạ. Em xéo rất rẻ. Đấy ạ. Cái này là 101, con gái này 100 nhá. Ba lô đấy ạ. Ba lô đấy nhá. Giống hơi nữa chị lái tiếp em Thảo nhá. Thông cảm với chị tí. Đi. Ba lô đấy em nhá. Ba lô này có giá là 70k. Zoom đi chị đây, zoom ra đi chị. Ok. Đợi chị xíu nhá. Dùm dài cái dùm màu vàng, màu hồng mấy. Hề trui ạ, hề tụi cho chị, chưa em nhá. Ái lấy đi để chị quá màu. Tụi chưa hết ạ. Cái tụi này rất xinh mọi người nhá. Tụi này rất xinh ạ. Chỉ có 100 cá thôi mọi người ạ. Chỉ 100 cá nhá, để chị ba lô. Ok oanh, có tiêm môi không đó, không em nhá. Để ba lô 70 cá nhá. Ba lô 70 cá oanh, ba lô 70 cá này. Cái này 100 cá. Hai cái này 100 cá. Hãy lấy đi để em chốt cho mọi người ạ. Để em tìm điều sáng khi mà bây giờ đấy. Chị ghi em cây. Ừ, em dậy nhá. Cái này 70 cá. Cái này 70 cá nhá. Lấy quần áo về bạn lái cùng được đó tắm. Nó có thời gian nhá. Cái này 70 cá mọi người ạ. Cái này 70 cá nhá. Cái này ạ. Rất đẹp, chất rất đẹp ạ. Rất thích. Trong nó có này. Rất rồng mọi người ạ. 70 cá nhá. Ai chỗ thì bảo em ạ. Ai xem túi ấy, ai là em bán túi thì túi 70 cá đấy mọi người ạ. Túi này á, này, chất này, chất rất ứng nhá. Lấy em cái túi 70 cá. Ok Ngọc Khánh nhá. Chị ấy, Ngọc Khánh 70 cá. Lấy em đi chị, lấy cái gì em, túi xám. Túi xám có người lấy đấy nhá. Túi này nằm 7 à. Túi này á. Túi này 100 cá. Ơi có người lấy túi 70 cá, có người lấy đấy nha mọi người. Thank you.
có túi màu nữa, túi vàng đi nè mọi người ạ. Túi vàng 90 cá, à 100 cá. Em lấy nhá, túi này đông giá, hai túi này đông giá 100 cá vì em mua hơi đắt mọi người ạ. Hai túi này em mua hơi đắt cho nên là em bán với giá rí là quá rẻ đấy mọi người nhá. Chất này, chất của túi vàng này rất ứng mọi người ạ. Chất rất ứng luôn. Túi vàng 100 cá nhá chị Oanh. Ai lấy thì chốt cho em ạ, túi vàng hoặc túi đen nhá. Có bạn nào điếm? Có sách tay không chị? Túi vàng ok, lấy tuyệt túi vàng nhá. Chị đang ở nhà hay ở, chị đang ở phòng nhá. Kiểu cảnh tay không em ạ, không thảo nhá. Chị lấy hoài thương, chị lấy cái mô túi vàng để chị Oánh này. Chị này túi vàng có trong túi có chị không? Túi vàng để chị Oánh nhá. Bạn tệ cái đó đi. Cái chi? À bạn cái gì em? Sao? Túi Gucci đi chị. Túi Gucci có cái lấy đấy. Cái chị Đông Phong lấy đấy. Cái nhỏ nhỏ đó. Túi Gucci chị Đông Phong lấy rồi. Cái đi mày đấy. Hả? Cái vàng này đấy. Cái vàng 18 chị Phạm Oánh. Túi này 80 cá nha mọi người. À túi này 70 cá. Túi này 70 cá nha mọi người. Túi này để túi vàng. Ai nhanh tay lên ạ. 70 cá, cái này 90 cá mọi người nhá. Cái này 90 cá. Cái này là 100 cá. Ai lấy thì nhanh tay lên. Em để em con bán tiếp nha mọi người. Túi này nè. Em lấy nhá. Em lấy cái 70 cá. Cái 70 cá là cái gì hay? Không. À cái ní. Cái ní. Có trong túi gọi chị không chị? Lấy ra hết. Ok Huyên á, Huyên lấy 70 cá chị ạ. À Nguyễn Lý, không Huyên, Huyên có đớn đấy cho nên là để cho Huyên. Để cho Huyên cái 70 cá. Oánh. Em lấy túi 70 cá. Của Oánh Oánh. Ừ, có nơi anh em nha em. Cái này 90 cá mọi người ạ. Cái này 90 cá nhá. Túi này 90 cá nhá. Túi này 90 cá. Em cho. Để em cái ok anh nhá. Huyên ơi, em lấy cái túi này cũng đẹp Huyên đấy. 90 cá nhá. Cái này. Cái này 90 cá mọi người ạ. Mình cầm này rất dễ thương. Em dáng đô ly em lấy cái chị em. Túi nào ạ? 90, ok em. Dáng đô ly cái ní chị này. Rồi mình quá mẫu tiếp nhá. Đấy ạ. À, một cái này. Đây, mình lấy cái trái néo 90 nha bạn. Trái néo 90 mà hay hết rồi. Hết rồi bạn ạ. À. Trái néo 90 còn hay lấy rồi bạn nhá. Cái ní mới phải trái néo. Không, nhưng mà không phải 90. Em ăn chị bạn 90. Chưa bảo giá. Đấy nha mọi người, cái này là có thể là mình gì này. Gì này hoặc là mình có thể đeo hai. À, cái chị đang đeo là 101 em ạ. Cái chị đang đeo là 101 nhá. Cái chị đang đeo là 101 ạ. 101 ai lấy thì bảo giá cho mình nhá. 101 nhá, chất rất ứng mọi người ạ. Chất này hẳn cực kỳ cứng ở dưới chứ không phải là loài mềm dạng mềm như hồ nha mọi người. Rất ứng ạ. À. Có trong này có rất nhiều ngắn chứ không phải cái túi đen chị đang cầm tay à. Cái túi đen chị đang cầm trên tay là có người lấy rồi. À dạng đô lý là cái chị chốt cho em đó đấy nha. Ai lấy cái túi này thì comment nha em đi ạ. Em lấy cái túi chơi néo có người lấy rồi em ạ. À. Để hôm nay chị xem là chị sẽ, nếu mà họ không lấy thì chị sẽ chỗ cho em nhé. Em thông cảm với chị tại em lâu quá. Cái túi này là 101 nha mọi người. Em vừa mua và hả? À trên này em lấy cái túi trên này. À lấy cái túi này luôn à em. Dùng đó đi. À dáng đó đi.
Cái túi này là 101 nha mọi người. À đúng không? Cái túi này là 101 ạ. Có thể gửi mẫu túi tao xem với. Thật hết túi rồi. Đây ạ, đây mọi người nhá. À đây, rồi dáng nó lấy lại cái này. Chỉ có trong túi gọi chứ. Ai lấy cái này 100. Comment nha em đấy ạ. Túi này vừa đơn giản vừa dễ thương nha mọi người. Em mãi gần hết bí nữa vậy. Túi này vừa đơn giản vừa dễ thương mọi người ạ. Để mang đi học rất xinh luôn. Vừa xinh lại vừa dễ thương vừa đơn giản mọi người ạ. Này. Rất xinh mọi người ạ. Chất túi của nó rất đẹp mọi người nhá. 100. Dạ, cái nữa của dáng nó lấy 100, ái lấy đẹp quá màu ạ. Ái lấy không đẹp quá màu mọi người ạ. Ái lấy không ạ. Cái này 100 nhá. Ái lấy chất rất đẹp mọi người nhá. Cái này vừa đơn giản vừa mang rất thích. Vậy body đi chị. Vậy body á. Vậy body hết rồi. Bây giờ em sẽ lái sáng đô nữa nhá. Có dây dẹp chiếu ngay. Tí nữa lái dây. Mọi người đợi xíu để em thay đô lại nha mọi người ạ. Đợi xíu nhá để em thay đô lại cho mọi người đô nhá. Dũng đà mô tình nghĩa. Đây chi tiêu nhá. Hết túi. Con túi em ạ. Con một túi nữa. Con một túi đi nhá. Đây ạ. Dũm này có giá 70k nha mọi người. Dũm dài mọi người ạ. Dũm dài nhá. Lái đô cậy mố rồng rồng bón chén được. Lái đô mặc nữa. Lái tị mà không có đô mặc nữa. Em lái hết kìa. Túi này áo phóng rồng chị ơi. Ok em đợi chị xíu nhá. Túi này em nhé. Túi này rất xinh. Rất đơn giản vừa xinh. Cái giống này, cái váy dài này em đang mặc có giá 70 nhá. Ai lấy thì comment em rất dài nên mua đống mình mặc. Mua đống thì lấy giấm. Mua đống mặc thì mình cảm thấy không hề lành mọi người ạ. Mọi người ai lấy cái giấm này thì comment cho em nhá. Nóng à. Chị gọi chị nó. Ai lấy túi này em bán cả túi nha mọi người. Vậy đó body đi chị chuyển mẫu đi. Body hết rồi. Đưa cái giấm nữa mà. Giấm này em nhá. Có giấm này này. Giấm dai này. Giấm dai mặc rất đẹp. Cái này là cấp ngực cho nên là mình có thể mặc áo choàng. Áo choàng bao mùa đông. Rất chất rất ứng em nhá. Chất ứng cực kỳ luôn nhá. Chất ứng cực kỳ luôn ạ. Cái giấm này mặc bao mùa đông thì mình khoác vào á. Rất đẹp. Chị lấy cả em đang mặc ok chị. Chị Minh. Vậy đấy. Không chị cứ ghi chị Minh nó được. Đấy mọi người ạ. Đấy là giấm. Lấy cái em cái vậy giấm màu vàng ạ. Đấy là giấm màu vàng mọi người ạ. Giấm màu vàng này. Mặc rất đẹp. Đấy là giấm màu vàng nhá. Cái này có giá 70. Áo khoác đi mi. Ok đợi xíu. Cái này mặc rất đẹp nhá. Mặc rất sáng luôn mọi người ạ. Cái giấm này ạ. Giấm này em đảm bảo nó mặc cực kỳ đẹp. Chất nó rất ứng ạ. Chị mặc này em coi. Ok ép đây chị xíu. Mọi người đợi em xíu nhá. Ai cần chị thì nói để em thử cho mọi người ạ. Đâu vậy?
Đấy mọi người ạ. Đấy là vẹt nha mọi người. Đấy là đồ vẹt. Đấy ạ. Cái này có thể sơ vín lên. Sơ vín lên bên trong. Hello, hello cả nhà. Có quân mố nữa không Tấm? Có nhá, quân dài đây luôn. Đấy là vẹt nha mọi người. Mọi người có thể mặc mặc với áo len màu vàng này. Áo len màu đen đứng trong được nhá. Màu vàng. Mặc giấm. Ok ạ. Đây. Đấy ạ, đấy là đồ vẹt nhá. Mặc rất xinh, mặc rất đẹp ạ. Mặc sạc để xem bị màu không? Chỉ rửa mình này. Vải vàng nữa. Vải vàng này là có cột đứng trắng và đứng ngoài nha mọi người. Cái giấm này em đang mặc là 70k mọi người. Ai lấy bộ em đang mặc chị mặc được cái chị Tú Ánh ạ. Mặc rất đẹp, có thể là mặc áo trắng là áo màu đen nhá. Ai lấy thì comment cho em để em chuyển màu ạ. Hiểu lý rồi nha mọi người. Ai lấy thì để em chuyển màu ạ. Cái này mặc rất đẹp. Để chị bồn ở ok chị thải hoa, chị thải hoa bồn đi. À để Hồng Nguyệt áo đi chị à. Chị thải hoa bồn đi chị này. Thải hoa bồn đi. Hả? Bồn đi 70. Rẻ thôi bạn, rẻ mà. Bạn chó, bạn gà chó. Cái cánh màu đen ăn nhỏ mất, nó có cánh màu trắng mới nhất có. Đây mày nghe. Đấy nhá, đấy là giấm vàng nhá. Chị mặc đẹp đó. Đấy là giấm vàng nhá. Đấy là giấm vàng, ai lấy thì comment cho em ạ. Giấm vàng này mặc rất sáng chảnh nha mọi người. Mọi người có thể đi chơi hoặc đi làm đều được ạ. Cầm một cái túi sách hoặc là một cái túi cầm của mình á. Mặc đều đẹp nhá. Rất đẹp luôn. Ai lấy giấm vàng này thì comment cho em đi ạ. Mặc rồi xem quần mô. Mọi người xem quần dài hay quần ngắn Huyên. Để cho chị đi nha. Chị trả rồi. Áo đi chị mặc cái vàng nữa đi mi. Ha Tuấn ơi cái vàng đi nhá. Cái vàng đi đẹp lắm. Mô rồi xem quần mô. Quần vàng hay là quần năm. À quần dài hay là quần ngắn bạn. Dài đấy này. Đây là con bói dai này. Đây là con bói dai nhá. Đấy ạ. Sau đấy ạ. Mặc rất đẹp. Có chân vậy không chị có em nhá. Chị tin chân. Có chân vây bo này. Chân vây bo này nhá. Chân vậy. Chân vây dai không chị có em ạ. Chân vây quân màu đen không chị. Có một quần dài màu đen nhưng mà hết rồi. Được. Chân vải này là 45k nha mọi người. Chân vải này 45k, mặc rất đẹp. Bao nhiêu chị? 45k em nhá. Cái chân vải này 45k, mặc rất xinh nha mọi người. Còn quần khác thì chị. Quần khác à. Chị một đứa đẹp cái quần nữ luôn. Quần này em nhá. Con dài đấy ạ, à. Mặc đến dạng rất đẹp. Áo trắng của chị nhà ok chị. Bói xám ấy, xe mơ em ạ, xe mơ sẽ đều mặc được. Còn quần dài nữa không chị? Đấy nhá, quần dài đấy nhá. Rất đẹp luôn. Quần bói xám ấy chị, xe mơ đều mặc được. Vì chị thương là béo lên cũng mặc được mọi người lên. Có chấn vải đen không biết có mình nhá. Chấn vải đen đây này. Chấn vải đen đây này. Quần bói bao nhiêu chị? Quần bói là 60k em ạ. Con bói là 6 à, à đúng rồi, con bói 60k. Con bói này này. Ờ thế này. Con bói 60k nhá. Em lấy cái bói. Bói luôn ok em. Đây, oanh anh có đơn đây. Để em cái quần chì cơm. Quần đi à em?
Quân đi à, có khác không? Đợi đợi tí Hà Tuấn nha. Lấy em quân bói nha chị. Có hai quân bói mà. Bói là 60. Ok em nha. Đến nữa này. Lấy em quân bói nha chị. Huyền Tráng. Em mặc vừa vừa em ạ, chị cùng 47 gắn mắt. Có cái quân bói đây nữa này. Quân bói đây nha mọi người. Em để trong tủ á, hơi nhắn. Chị kệ thì nha cho em. Có 3 quân và 1 quân bói. Ok chị nữa nhá. Có nào phóng không em? Có phóng chị ạ. Đấy nha mọi người. Đấy là quân bói em bỏ trong tủ hơi nhắn. Nhưng mà nó giặt lên là hẳn rất đẹp. Cái quân bói này 50k nhá. Ai lấy comment nha em ạ. 50k, chất rất đẹp. Em thích quân trước hơn. Ok em, quân trước đấy nhá. Quân trước đấy em, có phải không? Quân này 50k nhá. Trộn mất rồi. Quân trước đấy em ạ. Đúng rồi. Mau khỏi đi chị. Quân mau khỏi đó chị. Hồng Nguyệt quân mau khỏi này. Hồng Nguyệt chị này. À. 60. Để ai lại quân này nữa không ạ? Bóng tủ nó hơi nhắn. Em mấy cân được tấm? Em 7 lắm chị ạ. 7. À quên là quên. 47 chị ạ. Áo đi chị ok nhá. Đây xíu ạ. Đấy, mình còn hái cả chấn vậy đi nữa nhá. Vải body đây. Vải body đấy mọi người nhá. Mọi người mặc cái vải này. Giống vang chưa ai lấy em Thảo nhá. Áo đi. Chị chốt cho em. À rồi ok, Huyền Trang chị xin lỗi em. Em đấy là cái vải body 45k nhá. Ô, răng Thảo. Cái vang chưa ai lấy em ạ. 45k body này, cực kỳ ốm dạng luôn mọi người ạ. Body cực kỳ ốm dạng nhá. Lôi hết rồi mà cái vải lôi hết đấy. Body ngược cái gì quay áo đi. Lật đật chị ơi. Đấy mọi người ạ, bẻ body đấy nhá. Quất bí thảo. Dùm vang chưa ai lấy em nhá. Để em ok. Dùm vang với cô Thảo đi ạ. Coi body. Đấy ạ, đấy là bẻ body nhá. Phương Thảo. Đấy là bẻ body mọi người ạ. Không cậy dùm vang em cái này nói mậy hết. 60. Cái chân vậy giá còn con em ạ, à, chân váy giá con kỳ chi đưa em cái chân váy giá lắm không? Cái body này có giá là 45k nhá. Mặc rất tốn giá mọi người ạ. 45k. Đây mình khoác cái áo khoác này. Con chân váy giá nha em. Này mình khoác cái áo khoác này này. Đấy ạ. Em hỏi cái nào em Huyên? Chấn vải giá là 45k em ạ. Đấy nha mọi người. Kéo khoác này chỉ có 120k thôi mọi người ạ. Này, chất rất ứng, rất ẩm mọi người ạ. Chất rất ẩm nhá. Các em thấy body này. Áo 120 em ạ. Rất ẩm. Mặc vừa quả mỏng đấy nhá, rất đậm nhá, đã đẹp mặc thoải mái nữa, chất say mọi người ạ. Tao coi này, chân vải này,
Nên vậy đó xinh. Mình kết hợp với áo phóng hoặc là áo có rất tốt mùa đông á, mùa thu đông mọi người ạ. Rất xinh nhá. Cái áo này em đang mặc là có giá 120 ạ. Ai lấy thì comment để em chốt nhá. Ai lấy thì comment để em chốt ạ. Ai lấy cái này thì để comment em chốt nhá. Cái áo này có giá 120 ạ. Không phải cái tế chi yếu. Cái nào em? Cái giá chi? Chi cái vi giá mà nói. Cái giá ám mua đá lại. Có áo thu đông nữa không chi? Có em nhá, đợi từ từ để chi lái dân. Ai lấy áo khoảng này thì chỗ chạy ứng áo khoảng nữa mà tao. Hai tay cùng mau được luôn. Hai ok. Cứ tục giá có người lấy ra em ạ. Cái body này là có giá 45k. Ai lấy thì comment để. À hai lấy cái body này đấy. Cái body này mà mặc đấy. Đẹp lắm. Dạ à, cái gì đây chứ? Có cái vải này này. Ha này. Áo thu đông đi chị, áo thu đông. Đây em nhá. Có áo thu đông đi đẹp này. Có áo này. Áo này thì vải cũng được mà mình mặc bình thường cũng được. Rất xinh nhá. Áo thu này. Áo này thì vải cũng được. Áo tàu toàn màu nấu rồi. Trên giá này, trên với giá này 45k em ạ. Khoan kìa chị em. Body lại để chị ok chị Phương. Trên với giá này 45k nhá. Cái đen đinh ngọc đấy. Một đấy cái đen đinh ngọc rồi một đấy. Đấy. Cái đen đinh ngọc này mặc lên tốn giả mà đẹp cực kỳ luôn em ạ. Em khoác em thương hay khoác cái áo giá của mình ngoài á thì rất đẹp. Đấy chân vây giá 45k để cho ai đấy? Cho Trần Thị Huyên nhá. Chị này Trần Thị Huyên. Cái giá nữa tao vừa không cái này có người lấy đấy ha. Để chị gãy chân vây giá đi dùng bàn. Vậy em chị. Đấy nhá. Dáng đô lý này. Dáng đô lý cái vậy với giá này nhá. Chấn vậy giá. Chấn vậy giá có người lấy đấy mọi người ạ. Cái này này. Cái này mọi người ạ. Mà cái này vào mua đống á mình kết hợp với áo khoác giá thì rất đẹp nha mọi người, sáng cực kỳ luôn. Cái vải body em đang mặc trên người này này là 100 à quên là 45k nhá. Vậy giá nữa em. Có em à, với giá nó có người lấy đấy em ạ. Này. Cái này này. Mặc rất đẹp mọi người ạ. Mì ơi. Giờ mới xem được quá đồ đẹp hết rồi. Không, đồ đẹp tao vẫn còn nhiều lắm mà. Ha à Uyên ạ. Vậy đính đen ngọc bao nhiêu vừa gì? Vậy đính đen ngọc là 45k à 45 cân đến 52 cân em nhá. Rất đẹp luôn. Coi hết áo khoác đi, từ từ đợi xíu. Áo khoác con áo muốn không ấy? Con. À con một. Cái áo mà chị khi này nó em lái một đấy. Đấy mọi người nhá. Cái vải đính ngọc này rất đẹp mọi người ạ. Rất đẹp luôn nhá. Không mua thì hơi phí mọi người nhá. Chỉ 70k thôi. Không ai lấy thì em quá màu cho mọi người. Đấy ạ, cái áo khoác này có giá 90k. Hàng này rất đẹp. Mặc kỳ đẹp luôn mọi người ạ. Mặc rất xinh luôn. Cực kỳ xinh luôn. Áo len đi tắm. Áo len hết rồi bạn ạ. Đấy mọi người nhá, mặc cực kỳ xinh luôn. Có hai cái nớ này, hai cái nớ hai bên này nhìn rất xinh. Ai lấy thì comment để em để lại cho mọi người ạ. Rất xinh nhá. Này.
rất xinh luôn ạ. Cái áo này mùa 90k nhá chị. Rất xinh luôn. Áo như hôm qua mới mặc sai. Không ý ạ. Không. Hình như không. Ơ mình có mấy cái áo áo dài nữa mô hề. Đấy nữa đứng con. Đấy nữa đứng con đâu của em. Mọi người có lấy ai lấy cái áo này thì đẹp quá màu nhá. Có kiểu chị ấy cái màu không. Có cái màu đó ấy. Hả? Cái mí có nguyên lại trên này. Màu đó như cái mút đặng là màu đó. Đấy. Cái nãy lại đúng không? Cái như em bỏ rồi, chín biết. Hết đấy chị ạ. Con bây giờ em sẽ lái á. Lái chính này. Áo đi 30k mọi người ạ. Có dây lươi, có dây em nhá. Dây dẹp cỏ nhá. Cái này 30k nhá. Cái này 30k. Chất nhúng nha mọi người. 30k nhá. Mặc em mặc sáng vậy. Mùa hè để táo quân mặc mí mặc đi, ok mí nhá, để chị cái áo phóng nhá. Dạ đấy mọi người ạ, cái áo này thì mặc vào ok, có dây em ạ, dây đấy nhá, đây chị xỉ dẹp này. Đấy nha mọi người, đấy là dây lươi ạ. Dây này là một em mua hàng order cho này là để chị đẹp chị mặc đi là ok chị. Dây này em mua hàng hộp cho mọi người. Đây em chỉ bán 150 ạ. Bán 150 thôi nha mọi người. Giá rất ứng ạ. Cái này 150 này ạ. Size chị đi size 35 36 đều được em nhé. Em đi sai mấy? Đấy ạ, 150 hàng đập hộp ạ. Cái này này. Cái này nhá. Để tao một cái quần. Ok ha Tuấn nhá. Dây có gọt có em nhá, đây chị xíu. Này. Cái này có giá 120 nha mọi người. Đi mặc với 38. Ôi 38 thì không vừa rồi em ạ. Size mình là 35 36 mới đi được nhá. Đấy ạ. Đấy nhá, đấy là dây cao gót. Ai 35 36 mới đi được vừa dây của mình ạ.
Đấy nhá. Ok chị Phương. Đấy mọi người ạ. Dẹp này mình xéo đơn giá là 70 cá. Dẹp cao gót 70 cá nhá. Mua thương mình mua thì toàn trên 300 cá thôi. 70 cá. Có đen không chị? Không em ạ, đen đây này. Chị đi ngủ. Nha mọi người. 70 cá. Dẹp mình toàn mua trên đó. Để em ok ok nhá. Rồi tâm hình bạn hết đó. Chị cái cậy vải đinh ngọc một đấy. Để cho hông nù nhá. Không gì? Hông nù vậy hai giấy đinh ngọc á. Chị lại cậy. Thôi tâm em xin nó dơ nên gọi video nữa nhá. Chào ơi phạt hơn tiếng. Vậy à, cái này là à cái dẹp. Cái dẹp này 70 cá nha mọi người. Hai đôi nè. Đinh đạ. Cái dẹp đinh đạ. Chi vậy nữa là 80. Đây mọi người nhá. Đây là dẹp đinh đạ nhá. 70 cá. Dẹp nào ấy. Bạn rẻ vậy. Dạ, bạn rẻ thôi bạn đi. Sao lâu giờ không biết mất xin. Mọi người ạ, 70 cá nhá, đông giá 70 cá nhá. Dẹp đông giá 70 cá. Này. Đấy mọi người ạ. Mình lái nhiều dây này. Ai con gì gọt nhọn đi đây em nhá. Cái này. Đấy chi? Ừ. Đấy con nhon em đây. Con cậy đi chứ không bạn. Cậy chi đứng đi đó chứ không bạn. Ai lấy thì comment nha em nhé. Chị xài 37. 37 chị vừa cái này kìa. Chị vừa cái này này. Xài 37 là vừa cái này nhá. Vừa cái này và vừa cái này ạ. Thế nhá. Túi sách đi chi, túi sách đi con hái túi ném ạ. Lạ lạ bên lại một hai một túi. Không có mười của chi. Ít quá đấy luôn đấy. Để chi. Một túi của em một đấy hả? Hành tê. Đấy mọi người nhá. Một túi của em một nó đấy. Túi này ạ. Kiếm gãy. Trắng với đậm ý đó. Đấy mọi người ạ. Túi này nhá. Túi đi tâm mới. Túi đấy chị ạ. Túi em lái gần hết rồi. Đó đó thế. Túi đấy nữa đấy. Đông giá 100 nhá. Túi này chỉ 90 con. Túi này là 100 ạ. Dẹp đen chị vừa không? Dẹp đen mà chị. Dẹp bao nhiêu em? Dẹp nào chị? Dạ bao nhiêu tầm ơi? Dẹp nào Uyên ơi? Tì en chi đô. Túi sách đi chị. Túi chi máng mẩy đỏ. Túi máng 90 em ạ. Túi rất xinh nhá. Túi rất đẹp luôn ạ. Túi này 90 nhá. Ai lấy thì comment nhanh nào. Túi trong người 90 nhá. Ai lấy thì comment nhanh để em con quá. Ai lấy thì comment nhanh nhá. Dẹp câu gọt chị vừa chị Phương ạ. Ai lấy thì comment nhanh. Zoom vàng em bao nhiêu? Zoom vàng 70 em ạ. Zoom vàng 70 hả? Chị lấy túi nấu ok. Chị hoài thướng. Hoài thướng túi đi này. Đấy ạ. Có một túi duy nhất cuối cùng ạ. Zoom vàng 70 em nhá. Dây cô gọt sái 35, 36, 37 đều đi được chị ạ. 35, 36 ạ. Còn một túi duy nhất nè. Túi đen duy nhất nè. Để tao túi vàng. Có người lấy đây Uyên ạ. Miu, dùm ơi. Đất bán thì rẻ.
Để rông, rông nó hết chị ạ, rông nó hết cho nên em bạn để chị túi với dẹp nhá. Túi nào chị? Dẹp nào ạ? Túi đen ở nhà ok, xỉu thương túi đen đi chị này, có trong túi có chị không? Rồi ạ, túi là mình bạn hết đấy nhá. Chị giống bạn ấy, túi mau chị hay. À quên là dẹp, dẹp chị. Chị lại dẹp đi ạ. Dẹp đi ạ chị. Chân vây vang mọi người. Chân vây vang ở mỗi đấy chị. À, chân vây vang có ngay lại đấy chị ạ. Chân vây vang có ngay lại. Cái đi quái đấy. Dẹp đi chị ạ. Cái nợ của xỉu thướng chị ạ. Trời điện thoại không đấy này. Dẹp vang. Ai lại dẹp này không ạ? Ai là đôi hai đôi này không ạ? Dẹp thấp. Để chị dẹp thấp. À ok chị. Dẹp đi hả chị? Dẹp đi chị. Ok dùng, dùng con bộ bàn này. Dẹp đi chị ạ. Dùng con bộ bàn dẹp đi. Dẹp nó 70. Ai lại nữa không ạ? Ai lại dẹp câu gọt này này. Dẹp câu gọt này đi rất đẹp nhá. Dẹp câu gọt đen 7 phấn. Dẹp câu gọt đến nay là 11 phấn, 10 phấn chị ạ, 11 ạ. Dẹp được đôi đỉnh ngọc á chị. Ờ được đôi để em ạ. À có con đôi này làm này. Hãy lời đôi này 80.000 này. Rất đẹp luôn ạ. Đáng tịnh. Đôi búp bê đến nở sái mấy em, đôi búp bê nào nhỉ? À đôi này. Đôi này sái 35 chị ạ. Dẹp đen size mấy đấy em? Dẹp đen size 36 chưa? Đôi búp bê. Ai lấy dẹp này à? Phương lấy dẹp này này nhá. Thảo Phương nhá. Thảo Phương cái giấm vang ở với lên. Cái giấm vang ở với cái dẹp này nhá. Có dẹp quay trống. Có dẹp quay trống em nhá. Nhưng mà dẹp quay trống chỉ nó bán. Có đôi. À có dẹp quay trống này. Đôi này mọi người ạ, đôi này 60.000 nhá. À 70.000 nhá. Mua 207. Đôi sân đán quái trống kia. Đôi sân đán chị nhỏ bán em ạ. Đôi quái trống là... Đôi này 70 cái nhá. Không chị không bán đôi quái trống em ạ. Tùy Yến nhá. Đôi này xài 35 ạ. 35 nhưng mà 36 đi được. Để chị Thái Hoa để đôi mẫu ạ. Đôi gấu gọt đen size mày đếm 36 chị nhá. Đôi gấu gọt đen là size 36 ạ. Đấy ạ. 70 cả. Size 75. Không chị ạ. Đôi 70 nữa. Đây đây. Đôi Thái Hoa. Thái Hoa khi này có một cẩy đi. Đôi em đang cầm 70 cả chị lấy. Hoài Thương này. Hoài Thương lấy đôi ní phải không ạ? Hai thương lại đôi ní phải không ạ? Em còn một đôi này này nhá. Đôi này em mua double ạ. Hai đôi này em mua double cả mọi người ạ. Chị bán gục nhon không chi. Chị bán gục nhon nhưng mà hết rồi em ạ. Mua không đúng không em? Đôi trắng thấp nữa em đang cầm. Đôi Thải Hoa lại đôi ní chứ ạ. Đôi không? Không, đôi trắng thấp em đang cầm. Được cái đôi đen nữa. Chị Thải Hoa có lấy đôi đen đi không? 37 đi được chưa? Chị Thải Hoa lấy đôi đen hay là đôi trắng hay? Để chị nhá. Chị lấy cái gì hay thằng lương tùng đi. Đôi đen đẹp để chị đi. Đôi đen ở để chị à? Dạ. Thải Hoa cái đôi 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 trắng này chị nhá. Chị cầm đó. Cả hai đôi luôn đi. Hoa Thương để chị đôi. Cả hai đôi mua. Không, từ từ mất. Ôi chị ơi, cho em cái sạc mất. Để em cái sạc lại đấy. Chị lấy đôi trắng thấp, không lấy đôi. Ô oh, ok, ok chị.
chị Hoa này lấy đối trọng thấp nữa. Con đối này nè. Con đối này nè nha mọi người. Để mà đi. Chị lấy đối trọng, đối trọng của người lấy đi. À, chị thướng lại đâu rồi? Chị thướng nó làm đâu rồi ngay? Thải Hoa lại đôi trọng nữa. Đôi câu gọt đen phía sau của bạn không em? Câu gọt đen nào nhỉ? À, không chị ạ. Không, em bạn hai đôi này này nhá. À có đôi á, có đôi dẹp này này. Đôi dẹp này mà ngơ lấy đúng không ạ? Để em đôi trọng đi. Dạ em ghi đấy chị Linh ạ. Đôi này là 60k nhá. Em mua toàn dẹp, em mua toàn hàng đập hộp nếu mọi người kiến tắm chặt nhá. Đấy mọi người ạ. Dẹp này nhá. 60k ai lấy thì comment cho em ạ. À 50k ai lấy thì comment cho em ạ. Ai lấy thì comment cho em nhá, để em qua màu. Chị có bạn đôi mốt em bạn đúng không? Ai lấy đúng không ạ? Để em qua màu nhá. Ai lấy dẹp nữa đúng không ạ? Thay áo nhá. Có cái mũ mặc nữa. Size 35 này giúp cáo xe. Size 35 đẹp cực kỳ luôn mọi người này. Cực kỳ luôn ạ. Đi lên rất đẹp luôn mọi người nhá. Đi lên rất đẹp luôn ạ. Cực kỳ đẹp luôn. Chỉ 70k thôi mọi người nhá. 70k này, cáo 7 phấn. 70k mọi người ạ. Cáo 7 phấn nhá. Bạn quân chị đang mặc cò em ạ. Chị đang bán quân chị mặc. Chị bán quân gạo em nhá. Còn thế. Ai lấy dẹp này quá ạ. Đẹp quá màu ạ. Ê chị thải hoa khi nào lấy cái xẹp nữa. Ai lấy cái dây này không ạ? Cái dây này đập hộp mà người ạ. Chỉ 140k thôi ạ. Size 37 mà có chi ạ? À? Em nó có đôi mẫu size 37 rồi. Ai lấy đôi mẫu vàng này không ạ? Áo phống, áo phống. Ở phòng ơi nữa chị, để em lái nữa. Dẹp 70 phấn nữa luôn. Để chị dẹp 70. Đang 70 phấn nữa luôn, nó đang chị. Chị thấy không? Ai lấy đôi vàng này không? Sục rất đẹp mọi người nhá. Này, sục rất đẹp, đi lên đất xính mọi người ạ. Đi lên đất xính ạ. Cực kỳ xính luôn ạ. Ai lấy không ạ? Hàng em toàn hàng đập hộp để mọi người cứ yên tâm nhé. Đảm bảo chất rất ứng ạ. Chị 70k thôi, cái này là 140k. Em thanh lý rất rẻ mọi người ạ. Mua thì đặt nhưng mà thanh lý rất rẻ. Ai lấy thì comment nhà em nhá. Hai đôi này ạ. 7 phần màu trắng đó. Nhâm, đôi quái trong 7 phần. Ok chị. Em đi size 35 chị ạ. Em sợ không vừa. Size 35 chị có vừa. Em lấy áo nơi người chị mặc. Áo nơi người chị mặc là 35k em nhá. Chị Thải Hoa này, ai lấy hai áo chị mặc 25k nhá. Áo chị đang mặc là 25k nhá. Mặc thấy miếng khoác vào cả này, đôi này này, hai đôi này rất xinh nhá mọi người. Đôi em rất xinh ạ. Đấy nhá, đôi vàng em lấy đôi vàng ok dáng nó lý nhá. Chị hết body ra, body đúng con mà. À hết rồi, body hết rồi. Của dáng đô lý. Phương có em gái đó nè. Để cho em ảo 25k đi. 35k em ạ. À. Hảo này 35k nhá. Để quân ok khăn nhá. Toàn đô này. Đôi vang rồi đây. Đẹp rủ mà. Thôi em bán em nó thích đi nữa là em bán. Đôi vang đi. Đôi vang của người lấy đấy nha mọi người. Ai lấy cái này này. Đập hộp nhá. Cái dây này đập hộp ạ. À. Size 35 nha mọi người, rất ứng ạ. Cái chất nó rất ứng ạ. Rồi giờ mình sẽ qua màu ạ. Đây áo khoảng. Áo khoảng này là
mấy cá. Chị con áo mốn được không con em nhé, chị đừng lái rất nhiều em ạ. Cho nên mọi người hãy theo dõi buổi lái chín của em nhé. Đấy nhá. Áo này chất rất ứng ạ. Dẹp đồn để định ngọc khi này. Dẹp đồn để định ngọc khi này chị để cho em đấy mà, em thọc phướng. Em lấy đôi, ok em. Áo này, áo này khoác choang nha mọi người, rất đẹp, chỉ lắm 5 cá thôi mọi người ạ. Chỉ 5 cá là có một cái áo này đấy nhá. Này, ai để áo này thì comment cho em đi ạ. Chỉ 5 cá thôi nhá. Áo khoác ngoài ạ. Tưởng ai rồi. Mố chị vẫn để cho em á nào. Ai lấy thì comment cho em ạ. Này, cái áo chất rất đẹp nhá. Ai lấy thì comment cho em để em con quà đô cho mọi người ạ. Cái vải này là chị Phương cái này lấy đấy thôi. Ủa cái vải này nó xinh mà chị. Chị Phương. Ok, để chị đổi mẫu nhá. Để áo phóng. Trang em đang coi lại nha. Đấy nha mọi người, áo phông này, áo phông rất rồng mọi người ạ. Áo phông rồng kia luôn ạ. Em mặc áo trắng nữa. Mặc rất trắng, thần tốn dạng kia luôn. Rất rồng, rồng đi làm mày đi học đều thoải mái nhá. Em đi vang mấy cơm rồi nha. Em mặc vải vong mới cơm đó em xem. Có với ba có người lấy rồi em ạ. Đấy nha mọi người. Này, rất rồng. Mặc rất thoải mái màu được. Có hai màu, màu trắng và một màu tím này nhá. Em có chân vải này nè mọi người ạ. Chân vải này mặc lên rất đẹp. Đây ạ, em có giấm lên nhá. Giấm này mặc đi ngủ ạ. Hoặc là đi chơi đều được. Nhưng mà mùa hè thì. Đấy ạ. Đấy nhá. Giấm cột ạ. Chỉ cần. Này. Giấm này mặc đến rất thẳng giá. Màu em bạn hệt tụi đấy chị ạ. Có. Chị lấy cái chân vậy nhá. Chân vậy. Ok chị ạ. Chị lấy chân vậy nhá. À, lấy cái chân vải Thùy Vĩnh này, chị Nguyễn Thùy Vĩnh lấy chân vải ní. Áo khoác đi chị, áo khoác à. Áo khoác hết rồi. Chân vải này đấy. Chân vải là 60. Là đi đâu. Mọi người ạ. Đợi xíu nha, em qua em bán gần hết rồi đúng không ạ? Ai lấy chân vải này không ạ? Chân vải này 50 cá nha mọi người. Chân vải này 50 cá. Áo len đi chị, áo len hết rồi em ạ. Bây giờ em sẽ quá mẫu nhá mọi người, đợi xíu nhá. Em đang mặc thấy mẫu ạ. Đấy mọi người ạ. Cái vải này rất xinh nhá. Mình thường mặc cái này này. Mặc cái này với là mình khoảng một cái áo. Cái này bẻo hay gây đeo mặc được mọi người ạ. Rất xinh. Mình có thể mặc với ốc khoác ạ. Chân vải đi chi chân vải. Chân vải đấy ạ, chi có mấy cái chân vải nữa đây. Mấy cái chân vải bo nữa. Chân vải đấy mọi người nhá. Bắt làm cái máy.
Đấy mọi người ạ. Cái vải này mặc được. Cái vải này có giá là 70k nhá. Mặc rất xinh luôn, mặc như công chúa luôn ạ. Dài ạ. Rất xinh nhá. Có này. Rất xinh mọi người ạ. Thấy chân vải. Cái áo này có người lấy đấy chị này. Có người lấy đang em bỏ chưa? Em bỏ bé nợ đấy. Đây nha mọi người, chân vải này mặc với cái áo này khoảng tấm hẳn bẹo mà cái chí cùng trâu đẹp chứ. Bẹo mà cái chí không xấu gì à. Mời. Chân vải này nhá, bỏ một cái chân vải bon. Chân vải này nhá. Cái vải này này, mọi người có thể mặc này. Rất đẹp luôn ạ. Mặc rất xinh, mặc với áo phông thì thường là mình quẩy đồ có người đặt đấy. Mặc rất đẹp nhá. Cái vải mà em đang mặc trên người này nó có vẻ giá 70.000 ạ. Mặc rất đẹp mọi người ạ. Mùa đông mình cũng mặc được như công chúa luôn mọi người ấy. Rất đẹp luôn. Mua đi. Chân vải đen nhá. Chị chân vải đen nhá. Chân vải bo nữa nhá chị. Em lấy chân vải bo. Em lấy chân vải đen nè. Vinh. Em lấy chân vải đen màu đó nhá. Ha, có hai chân vải đen nè. Ai lấy chân vải đen nào comment cho em nhá. Hai chân vải đen rất xinh luôn á. Chân vải của bên em rất xinh luôn. Này. Chị lấy chó, chị lấy cái nào chị Hóa? Có chấn vải giá nữa, hết chấn vải giá rồi em ạ. Đấy nha mọi người, chấn vải này này. À, Thùy Vĩnh chấn vải này gì này. Thùy Vĩnh cái này có mấy đơn đấy đó. Chị Thánh, dạ, chị Thánh lấy chấn vải nào ạ. Em lấy chấn vải bon nữa để cho em, ok. Cúc nhiêu có người lấy rồi em Hồng Nguyệt ơi. Ai lấy chấn vải này thì chỗ cho em nhắn đi ạ. Có một chân vải này nữa nha mọi người. Chân vải xe ạ. Chân vải đuôi cá. Đấy nhá. Đấy là chân vải đuôi cá mọi người ạ. Rất đẹp luôn. Mặc rất đẹp nhá. Đấy là chân vải đuôi cá mọi người ạ. Mặc rất đẹp. Cái cúc đỏ ngay lời rồi em ạ. Cái vải này đẹp này. Rất đẹp luôn. Cái vải em đang mặc rất đẹp nha mọi người. Có chân vải màu đỏ nữa chị ạ. Có mấy cái lô nữa đây. Lô chân vải nhiêu? Ai lấy thì 2 giây. Ai chị lấy vải đen 2 giây. Ok chị Phạm Hóa nhá. Phạm Hóa. Mấy cái chân vải em đang cầm trên tay đông giá 60k nhá. Cái chân vải xe này này. Xe này rất đẹp mọi người ạ. Xe này rất đẹp này. Vải xe nhá, này cho mọi người thấy luôn. Vải có đuôi cá thôi, hẳn chỉ rùa ở dưới thế nha mọi người. Cho nên là chị lấy vải em đang mặc, ok chị Hóa, em biết rồi ạ. Ứng cái cúc nữa có người lấy đó bạn ạ. Này, cái này đẹp này, mặc về áo trắng á. Sơ mi trắng rất đẹp mọi người ạ. Này, chân vải này rất đẹp nhá. Vải này cực kỳ đẹp luôn mọi người ạ. Chất cũng ứng lắm. Mình mặc lên này. Mình mặc rất đẹp mọi người ạ. Này. Nhá. Ai lấy không ạ? Để em qua màu nhá. Ai lấy không ạ? Đấy là chân vải màu đỏ mọi người ạ. Em ơi đừng xá điện thoại thì mới thấy được em mặc được. Ở cái vải này thì mọi người có nghĩa lấy đó chị ạ. Tấm sắp rau rồi. Em 40 chị mặc đi làm. Chị 48k thì thưa vừa chị ạ. Công tử bo đen nữa không biết có mi nhá. Có đấy này. Cái bo đen này đẹp mà. Đẹp mà mọi người thấy không lấy. Này. Cái chân vải đen, bo đen nó đẹp này.
cái có cái đuôi cá này nữa nhá. Này. Có cái đuôi cá này nữa nha mọi người. Chị mặc chân vải xài gì vậy? Xe ẹt và xe mơ em nhá. Đều mặc xe ẹt, đều xe mơ đều được à. Em phải nói xài bao nhiêu mới mang một chút được. À, dẹp chi đang mang có bạn không cao bao nhiêu? Dẹp chi đang mang không bạn ạ? Dẹp em mặc đang mang không bạn nhá. Có ai lấy chân vải này em ạ? Chân vải đuôi cá mọi người ạ. Rất đẹp luôn ạ. Mặc với sơ mi trắng rất đẹp luôn. Ai lấy thì comment nha em nhá. Rất đẹp luôn ạ. Không đẹp quá màu. Đây là chân vải này. Chân vải màu đỏ này. Rất đẹp luôn. Em chân vải em đeo là hàng đẹp nha mọi người. Đấy nè, chân vải đấy nè. Đổi mẫu đi chị. Có cái chân vải này cũng đẹp này. Mặc với đấy nha mọi người. Chân vải này này, chấm bí ạ. Thì mô về được đâu nào rồi, ok. Ok. Đấy này. Đấy chân vải này cực kỳ đẹp luôn mọi người này. Chân vải cực kỳ đẹp này. 60k này. Đẹp cực kỳ luôn. Giá gì giống ái lấy thì chụp màn hình gửi tin nhắn cho em nhá. Cái vải em đang mặc trên người của người lấy đó ạ. Dư đổi mẫu nhá. Mẫu gì đấy chị? Cái vải body của chị Phương đấy. Mọi người ạ. Chị đưa em lái cái vải đúng không? Vải chị đang mặc mà. Lấy nha mọi người. Ướm thủ chị khói mà. Ướm cái chí chị. Chị Linh ạ. À. Ướm cái chí chị Linh. Em thấy bạn mà chị tiếc. Chấm bí nữa. Đấy chị này. Cây thì có gian, chặt có dạn nữa chị. Đối mẫu. Đối. Em thấy đồ đi mất hay không cho hôi dễ. Dạ, dạ chị. Đấy nhá. Đấy mọi người nhá. Phương. Này, đấy mọi người ạ. Cái áo em đang mặc trên người là xẻ ta nha mọi người. 60k thôi mọi người ạ. Chất rất đẹp ạ. Vẫn chưa. Đấy mọi người ạ. Xẻ ta nhá. Mặc rất đẹp ạ. Từ từ đây với. Ừ, thôi, từ từ đây. Tị nữa. Áo mày. Áo xe mơ em ạ. Áo 60k nhá. Rất đẹp luôn ạ. Chị sơ ngắn. Không ngắn mất chị ạ. Cái này không ngắn đâu ạ. Cái này nó ngắn lắm. Em mặc để đấy. Nhưng mà chắc chắn là không ngắn. Để áo. Để áo nhá. Ái lấy thì comment áo cho em nhá. Cho chị cái chấm bí. Ok chị Tấn nhá. Trân Hiểu Tấn này. Trân Hiểu Tấn cái chấm bí nhá. Cho chị ơi, ai đặt trước thì mình sẽ chỗ cho người ấy nhá. Chị mình thì hiện luôn. Chân váy đen chị có em ơi, chị dáng ở đây em xỉu nhá. À chị chân váy đen đấy chị ạ. Cái áo này ai lấy thì có mấy rồi em. Có người lấy đấy chị Linh Phán ạ. Mọi người lấy thì chốt nhanh nè em để em con chó. Đây là cái áo này nhá. Áo này 60k ạ. Rất đẹp, xẻ ta rất đẹp ạ. Chất cũng rất đứng. Ok. Ok Thảo Phương nha, chị chỗ cho em ảo đấy nhá. Đấy mọi người ạ, cái chân vải này này. Chân vải 55k, chân vải đen là mấy? 55k chứ ạ. Gộp đơn. Ok. Ồ, xỉu. Không à. Ai. Mọi người ai lấy chân vải này thì 65k này, à 55k này. Ai lấy thì chốt nhánh cho em nhá. 55k. Em lấy áo chị. Áo chị đang mặc có người lấy đó bạn nhá. Thảo Phương lấy đó, chị chốt cho Thảo Phương đó nhá. Ai có mình nhắn đi. Chị Dũng ơi, chị là viết comment em gửi để em ghi gửi.
Vùng éo 60 vừa không em? À 68 thì vừa chị ạ. Vùng éo 68 thì vừa. Mọi người ai lấy cái chân váy đen này thì có mẹ nhà em ạ. Rồi em có váy đuôi cá này nhá. Để em qua màu nhá. Vùng éo 68 vừa chị ạ. Có màu. Đây em xíu là em qua màu nhá. Dấm vang còng, xẻ ta dẹp đồn. Ok ok á, Thảo Phương nha. Em quá màu một cái ạ. Váy chấm bí nha mọi người. Váy chấm bí này mặc rất tiểu thứ ạ. Rất chí là xinh luôn. Đâu em mặc thì có xinh đã lén thôi. Chân váy em đang cầm trên tay tê. Chân váy em đang cầm trên tay là chân váy này phải không chị? Hai chân bảy này thì chân bảy nào ạ? Hai chân bảy này thì chân bảy nào chị Thủy Án? Đây mọi người nhá, em đang mặc cái đây mọi người ạ. Cái bảy chân chấm bí này rất xinh luôn. Em đảm bảo cực kỳ xinh luôn. Dạ, dạ gì đúng. Cái chấm bí này rất xinh luôn mọi người ạ. Có 70.000 thôi. 70.000 đã có một cái váy chấm bí này xinh cực kỳ luôn ạ. Chắc là xinh luôn. Đấy mọi người nhá. Rất xinh ạ. Có cái vậy vẫy cái này xinh này. Ok chị, đấy là chân váy này chị Thủy Án chỗ chân váy này nhé. Vừa chị Thủy Án ạ. Cái chân váy này là 60k nhá. Ok Thảo Phương. Ai lấy cái giấm cái bảy này quá. 70k. Rất xinh nhá. 70k. Đừng xa chụp đấy chị ạ. Rất xinh nhá. Đấy nhá. Dạ dạ để chị giống bàn vải chấm bí ạ. Vậy chị mặc 70k. Chị Dũng bàn em chỗ cho chị Dũng bàn 700 bí em mặc cái người đây nhá. Bây giờ em sẽ đổi rồi. Rồi mẫu ạ. Vậy rất xính mọi người ạ. Dũng bàn trong bí này. Đây xíu em chuyển mẫu cho mọi người xem nhá. Thế anh phải nhớ đi học nha. Để mọi người ạ. Nó học đi. Hà Trang. Em cao 1m53 chị ạ. Ui, cái này đang nó xẻ được hay. Chị Hành ơi xẻ em cái này. Ai lấy cái váy này không ạ? Váy này nó kiểu xẻ đấy nhá. Mặc rất quyến rũ mọi người ạ. Rất dai, rất quyến rũ nhá. Rất xinh luôn ạ. Ai lấy comment nhà em ạ. Này, rất chí là xinh luôn mọi người ạ. Trang ơi bà nội nè. Của chị bà Thư à, mọi người chụp màn hình lại và còn bà gửi số điện thoại cho em nhá. Ai lấy cái này ạ? 70k. 70k nhá, mặc rất quyến rũ anh ạ. Này, rất dai luôn. 70k nhá. Mặc đi biển đều được và đi chơi đều được anh ạ. 70k ạ. Đấy mọi người ạ. Ai lấy thì comment cho em để em đổi mẫu nhá. 70k ạ. Rất đẹp, chất cũng rất ứng mọi người ạ. Này có quân, quân đứng trắng nè mọi người nhá. Nếu mọi người không sợ bị loi hay gì đâu ạ. Này 70k ạ.
Có áo thu đông chỉ đơn giản. Áo thu đông các bạn hết rồi ha. Áo thu đông hết đấy nhá. Ai lấy comment nhà em đi ạ. Đẹp mà chị không mặc hở. Chị ấy cái này không hở với chị ạ. Hình không hề hở luôn. Không hề hở ngực luôn này. Chứ có cùi xuống thì mình hơi bì nữa thôi. Ai lấy thì comment nhà em đi ạ. Tao ứng cái mí mặc mà luôn. Không, tao mặc cùng chưa đến sát với mắt kiểu của nó là dài mà. Mặc rất thích luôn. 70k. Rất đẹp luôn. Có xẻ ta nhá. 70k. Xẻ ta rất đẹp luôn ạ. À. Quá. Này ai lấy thì comment nhà em đi ạ. Ai lấy thì comment nhà em nhá. 70k. Đẹp quá mẫu ạ. Ai lấy thì comment đẹp quá mẫu ạ. Đấy nhá. Ai lấy cái áo này váy này thì comment cho em nhá. Đẹp quá mẫu. Chỉ 70k thôi mọi người ạ. Này có thể xẻ ta cả kiểu một đống. Có thể mặc đúng phải là chỉ riêng mua em thôi mọi người ạ. Mọi người muối không thể tiếc vì hắn không bao giờ lô một ạ. Cái váy này này. Váy này rất xinh luôn ạ. Váy này rất xinh luôn. 65k. Váy này cực kỳ xinh luôn mọi người nhá. Có hai, có nớ nhỏ. Cũng trên nó có giấy phèm phía sau. Phía sau đây chị ạ. Phía sau không hề hở luôn. Này. Không hề hở luôn chị ạ. Cái này không hở đâu. Mọi người vào xem và chia sẻ cho em vậy ạ. Này. Thì comment nha em đi ạ. 70k này. Và em đang mặc cùng 70k nhá. Chị Dung này em bán rẻ quá. Dung 70k mọi người này. Ai lấy thì comment nha em này. Để em có mẫu nhá. Cái chị Dung này. Rồi cái chị. Cái cày vậy này có nghĩa lấy cho chị Nguyễn Hóa này. Nguyễn Thị Hóa. Ký cho em ơi. Nên Thảo đem cái xẹp lên đây. Đổi mẫu đi chị. Ok đây chị thì chị đổi mẫu nhá. Trời ơi. Sẽ bị dưới nào. Nguyễn Thị Hóa. Mọi người vào. Dạ này bạn rẻ như chó. Thật dạ bạn rẻ như chó đấy mọi người. Không đừng có đắn đó khi mua hàng của em ạ. Chất lượng thì tốt chứ mà lại rẻ. Nên mọi người cứ yên tâm nhá. Chị có mấy cái áo này nên ấy hỏi em cái để em nói cho mọi người mua. Mọi người này cái áo này này. Áo này 60k này. Cái nhà ai mua đấy? Chị có ở đâu vậy? 700 bí thôi nói 700 bí ạ. 60k này. Màu vàng rất sáng giá nhá. 60k. 60k này rất đẹp này, rất xinh này, có cái thế này rất xinh luôn. 60k. Ok Thảo Phương. Chốt. Thảo Phương có lấy áo vàng này không ạ? 60k nha mọi người. Rất xinh luôn. Cực kỳ xinh luôn ạ. Này 60k. Không bao giờ lỗ một luôn mọi người nhá. Chất rất ứng luôn ạ. Để em áo vàng chị mặc. Ờ Hồng Nguyệt. Ok Hồng Nguyệt chị chốt cho Hồng Nguyệt nhá. Chị Hồng Nguyệt. Hồng Nguyệt kẹp đứng nhá. Hồng Nguyệt đứng này. Ông Nguyệt tí nữa ái á lấy gì nhờ chụp cho em rồi là người đóng cái bỏ cho em vậy nhá. Nhiều khi em lồn á em sẽ quá màu cho mọi người ạ. Để chị chơi. ai comment được thì em sẽ để cho người ấy. Nên mọi người cứ yên tâm đi. Đấy mọi người ạ, váy này nhá. Váy rất xinh ạ. Cái đái của chị Hình. Cái vịt tỏ của em rồi đấy. Đây. Đấy á. Đúng rồi kìa. Cái đái này của em đây. Của em ở đây.
đáy nhỏ nhỏ, đáy Fuxi đây. À đấy. Đấy mọi người ạ. Ai lấy cái vải này nào? Được không em nàng? Nàng chị Hiền trước được không em? Nói gì hết? Ai lấy vải này không ạ? Chị mấy cá nhá, vải rất xinh. Có thể mua đống, có thể mặc áo áo màu đen đang trống được mọi người ạ. Vải xinh ơi. Hay thôi để em mặc. Chị em mặc được. Em để mặc nhá. Xinh lắm, tẩy trắng đi đấy xinh. Ai lấy thì comment cho em đi ạ. Chị mấy cá, ai lấy thì comment cho em nhá. Chị mấy cá đấy ạ. Chị mấy cá nha mọi người. Rất xinh luôn. Này, có thể đi của chị ảo trắng ạ. Ở giấy trong dẹp vậy châm bí đái không bán đái đỏ đái này không bán em ạ. Đái này thì mình thương múa này rất xinh luôn chỉ mấy cá cái đái này không bán em ạ. Này rất xinh luôn nhá chỉ mấy cá bạn đái không bán em ạ. Chỉ mấy cá nha mọi người. Rất xinh luôn. Rất xinh luôn này. Rất xinh luôn. Cứ cái xinh có chỉ mấy cá nha mọi người. Cái bài này đẹp để mà mặc. Thật, thật đẹp mà mặc. Nhưng mà nó thích bạn cả luôn. Ái lấy không ạ? Ái lấy comment cho em nhá. Bạn tệ đi. Thôi là mình sẽ rẹp em bỏ cho mọi người nhá. Ai lấy không ạ? À? Comment cho em đi. Em để em qua mẫu nhá. Lúc nào lại xong rồi nhá. Ok. Thấy vậy mẫu cũng đẹp. Tao coi không mà không mang được chân. Mọi người ai lấy thì comment cho em cái vải này nhá. Này chị ấy Thảo cho em cái xẻ. À đây. Bây giờ em sẽ đổi mẫu nhá. Mọi người đợi xíu ạ. Rất nhiều mẫu luôn mọi người nhá. Rất nhiều, rất xinh. Mặc vào mùa đông, mùa hè đều được ạ. Cho nên mọi người cứ yên tâm đi. Túi đang đeo không bạn gì ạ. À? Em đã có cái túi ở công ở đó đó. Chưa phải đi mua túi. Vải này ạ, à, vải này rất xinh mọi người ạ. 60 cá. Đấy nha. 60 cá, có thể mua đồng mình có thể khoác áo ông khoác ngoài được mọi người nhá. Rất xinh luôn. Rất nó đơn giản mà là rất xinh. Lành rồi mua hè chỉ nữa. Cái này mặc đồ mua hè, cái này có thể khoác ngoài đồ mua áo khoác chị nhá. Chị cào em nó mặc cảnh ngạn không? Ai lấy cái này không ạ? 60 cá, rất xinh luôn. Mặc rất xinh đâu, nó xinh đi hay. Mọi người ai lấy không ạ? 60 cá. Rất đẹp. Đâu em đắp chứ mà. Tầm xí tín. Cảm ơn chị, rất đẹp luôn nha mọi người. Ủa chị đâu gì hay. Ai lấy đi comment 60 cá. 60 cá cho em nhá. Rồi, có vẻ chín không chị? À, cái bé bo. Mọi người đợi xỉu đèn quá màu nhá.
xính để mà mặc. Xính để mà mặc cho mình. Kiểu em muốn thích lì bợt chị ạ. Em thấy dư đô em nó đi chơi nhiều với cả kiểu á. Thì nó cân thì muốn nhiều, nó cân thì nó rất tủ chặt đấy. Nên em thích lì bợt. Nhiều cái em chưa mặc rồi đúng tay. Mọi người vào chia sẻ cho em vậy ạ. Em in bỏ nhẹ. Em in bỏ đi chốt cái chí thi vào chị. Đấy mọi người nha. Em bán như chó mọi người ạ. Vì giá rẻ nên mọi người cứ yên tâm về giá đi nhá. Chất lượng khỏi bán vì đồ em mặc cái nên là mọi người cứ yên tâm đi nhá. Đây. Đây với bò. Thật cái này này. Rất xinh. Này mình cần. Không cần thiện. Này. Mọi người mặc đi chơi có thể được. Hoặc là mình mặc quần dài. Quần dài cũng có thể được nhá. Quần dài vì bò này. Để chỉ táo cải nợ. Vải bò bao nhiêu? Vải bò này 70 nhá. Rất đẹp luôn. Này. Cực kỳ đẹp luôn nhá. Mình đi chơi thì mình có thể để đi. Rất đẹp luôn. Vải bò chỉ lấy ok. Ai lấy với bò ạ? Vải bò bao nhiêu để táo cải nợ? Ok Hà Tuấn nhá. Hà Tuấn đâu thì mình sẽ để cho Hà Tuấn nhá. Vải bò Hà Tuấn lấy nhá. Mọi người vào đời em xíu nhá. Mình sẽ lái hết. Lái hết đô của mình luôn. Có lớn đấy, hai tuần có lớn đấy. Đấy mọi người ạ. Đấy nhá, để tao mì ơi. Cái chị đây. Ok ok Hà Tuấn, vải bo tao để cho mì rồi. 70 cá nhá. Cái này 45 cá mọi người ạ. Cái này nhá, cái này 45 cá này. Mặc rất đẹp. Hoa văn rất đơn giản và tinh tế nhá. 45 cá này. Có thể sơ vin lên nhá. Này. Này. Có thể sơ vin lên thế này này. Hoặc là mình có thể mặc trề đá cho trề đá như thế này nhá. Rất đẹp luôn. Ai lấy thì comment 45k. 45k rất rẻ nhá. Viên của nó rất đẹp mọi người ạ. Viên rất đẹp luôn, tinh tế. Cái viên của nó rất tinh tế, có rúm xanh nữa không em? Con gì ạ? Rúm xanh con. Rúm xanh đá lấy cho hết. Rúm xanh con mọi người nhá. Cáo đến nay 45k mọi người này, rất đẹp. Cái viên hóa rất tinh tế mọi người ạ. Cái giống xanh này đang con gì ạ? Em lấy Thảo ơi, em lấy cái áo này à. Áo chị không mặc đi người à. Ai lấy thì comment em ạ. Con giống xanh chị ạ. Thảo, chị chốt cho Thảo nhá. Ai lấy cái này ạ. Ai lấy áo này ạ. Rất đẹp mọi người ạ. Đứa chị xem mu. Ok chị. Cái giống xanh. Xanh này chị thấy là xanh được. Đấy là sáng nay hay là sáng đi chi? Cái này sáng đi. Đấy chị ạ. Có xẻ ta nhá. Có xẻ ta dưới này. 70 cá thôi mọi người ạ. Ai lấy cái áo em mặc trên người này ạ. 45 cá nhá. Rất đẹp. Không sáng tế, sáng tế. Sáng đi chị ạ. Em mặc đâu tiền của lá chim luôn. Sáng này em mặc đâu tiền. Sáng này rất đẹp nhá. 70 cá. Rất đẹp, có kiểu kiểu hắn mặc đấy. Rất là đẹp. Ai lấy thì comment nha em nhá. Ai lấy cái áo đến người 45 cá này. Rất đẹp và rất rẻ này. Mình có thể mặc thế này này. Hoặc là mặc sáng. Sáng khá không hai áo tế. Là sáng mua hay. Sáng có người lấy. Nếu mà sáng được thì có người lấy đấy chị ạ. À, sáng đi à. Sáng đi à chị. Thấy có người lấy rồi, chị kẹp bên lấy được.
À được á, sang đi gọi người lại đây không? Đứng sau đấy. À lại đấy. Sang đi á. Sang đi à chị. Hết chưa chị, chưa hề đếm ạ, đến con nhiêu là ai lấy cái áo đến ngươi 45k này. Thì comment nhà em đi ạ. 45k rẻ lắm mọi người ạ. Cái xanh nia gì? Này. Rất dai nhá. Dai mọi người ạ. Em lấy áo ren nở và xịp cả túi của chị Oanh. Ok ok, có người lấy chốt cho Thảo cái áo chị không mặc cho người nhá. Đỏ xanh để em. Chị có lấy xanh nếu chị giống giống con bồ bàn để em chốt luôn ạ. Có lấy đúng không ạ? Đẹp quá màu ạ. Chị này. Vậy nên là cho Oanh Oanh này. Mọi người đợi xíu nha, em muốn lái rất nhiều mọi người ạ. Áo này rất xinh này, 40k này. Áo này xinh này. Xinh nấc luôn. Để vái nhá. Thảm cổ. Để vái mọi người ạ. Để cho chị. Chị giống con bộ bản nào đấy chị này. À chị giống con bộ bản vậy này này. Áo này mọi người ạ. Xinh cực kỳ, xinh bênh beo lắm. Dáng bênh beo mọi người ạ. Rất xinh, 40k. Xinh chưa này. Rất xinh nha. Ai lấy thì comment cho em đi ạ. Anh nhá. Này mình có thể mặc thế này này. Mặc thế này nhá. Hoặc là mình mặc thế này này. Hoặc là mình buông ra cũng rất xinh nhá. Mình có thể mặc với chân váy hoặc quần đùi mọi người ạ. Này. Tăng em nhé. Ai lấy thì comment nhé em ạ. Này 40 nhá. 40 mọi người ạ. Để vai rất xinh này. Con này nào nó này. Bờ lý thanh lý đâu nữa tế. Không mặc nữa thì thanh lý em à. Này áo này rất xinh này. Ái lấy đi comment nhà em để em đổi màu nhá. Ái lấy comment nhà em ạ. Để em đổi màu ạ. Ái lấy comment nhà em để em đổi màu nhá. Con lấy chín lông chi đếm thử luôn á. Mọi người đợi em xỉu đếm lại chân vậy nhá. Cái chân bì này là của chị Hóa. Nguyễn Thị Hóa. Đấy mọi người ạ. Đây là chân vậy ạ. Đấy nhá, chân váy cập cáo luôn mọi người nhá. Này. Mình có thể mặc với áo trắng hoặc là mình mặc với áo này thả buông này. Rất xinh luôn. Hoặc là mình sơ vín vô mọi người ạ. Này rất xinh luôn. Ai lấy chân váy thì comment nhà em nhá. Chỉ có 55k thôi mọi người ạ. Áo 40k nhá. Chân váy 55k, áo 40k mọi người ạ. Rất xinh luôn. Cực kỳ xinh luôn nhá. Đổi mẫu đi chị. Ok em đây xì xì. Ai lấy áo này thì comment cho em nhá. Có 40k mọi người ạ. Cái lưỡi gấp đớn mà chị. Lấy cái lưỡi. À, bây giờ mới đi học đây, bây giờ đây. Mọi người chia sẻ chị cũng hay bon chen tê. Đây mọi người ạ.
Áo này nhá, áo này 45k. Chị lấy cái váy giấm xanh nữa nhá, ok. Giấm xanh. Giấm xanh. Đấy mọi người nhá. Cưới chị được 2 tuần. Đấy mọi người ạ, 45k nhá. Rất xinh, màu xanh này rất xinh luôn. Rất đẹp, sáng rồi mọi người ạ. Đẹp luôn, mình có thể sơ vín này. Sơ vín được rất nhiều kiểu. Cái này thả buông cũng được mà sơ vín cũng được nhá. Này, rất đẹp luôn. Ai lại thì comment nha, 45k nhá. Mua thủ đóng mặc rất được mọi người ạ. Mọi người đến tập 45k này. Ai lại thì comment nha em nhá, 45k. Này, rất đẹp luôn. Mặc nó phong cách lắm mọi người ạ. Ai lấy thì comment cho em 45k nè. Ai lấy ạ? Ai lấy thì em chuyển màu nhá. Chị với cái cảnh có ngay lại nữa đi. Quân lý. Cười với con tê. Ai lấy đúng không ạ? 45k nhá. Rất xinh luôn. Mặc này rất đẹp luôn. Này, hôm sau con nữa này. Thanh tâm giãn của mình ơi. Nó rất đẹp. Chuyển mẫu sửa thế. Em mày tê. Tắn gì? Mọi người có ai lấy không ạ? À? Em tắt lái nha mọi người, em liệt lắm đấy. Ai lấy không ạ? À? Ai lấy cái áo này không ạ? À? Để chị áo đi luôn, ok chị. Có cái chân vải hay màu đẹp không Tấm? Có chị ạ. Chân vải này nè. Chân vải này đẹp nè. Chân vải này chị nhá. Áo này bao nhiêu? Áo này là 45 chị ạ, 45k. Áo này 45k nhá mọi người. Áo lấy thì con mẹ. À, có người lấy đấy. Em chột. Em chỗ cho chị Dũng bàn áo này nhá. Em kể như là mặc áo cục. Thôi chả đừng đi xịt cho kiểu nó thấy mệt à. Đấy mọi người ạ. Cho chị xem thêm đi. Chân vải. Chân vải này nữa chị này. Chân vải em đang mặc rồi đấy. Rất đẹp luôn. Dạ em biết rồi, cái áo trắng chị. À chị dùng bảng cái áo trắng nước sáu mà thế. Cái áo trắng đỏ, nước sáu đỏ đỏ đỏ. Đấy mọi người nhá, đấy là chân vải này. Chân vải rất đẹp luôn. Đây em sẽ mặc cái vải xuống cái này. Không kéo tặng một phai. Cái tay cái nào đâu tay. Đó luôn, đó. Chị mà có. Không gì ạ, à? Không ngắn mất vậy. Đấy ạ, à, đấy là cái này của mình đây nó ơi. Đấy nha mọi người, để tao kể. Ok ok ha Tuấn nha. Đi thế thì còn đẹp lắm này. Nhiều cái mình nó biết. Mình dư lối đá mình đi biết là mình có đâu. À lại cái này không ạ? Thế nó không nổ được. Dạ yeah. Ai lấy cái này không? Áo trắng nữa có giấy. Có giấy trắng chị ạ. Ai lấy cái này không ạ? Đi. Em mặc quần trắng cái này nó nổi nữa. 60k. À 70k. À 60k. Cái này có thể mặc được kiểu này nhá. Mọi người ai lấy không ạ? 60k nhá. Có
có thể thả xuống được mọi người ạ. Cái này có thể thả xuống được nhá, xong đi cá mọi người ạ. Rất đẹp. Ai lấy thì comment cho em ạ, 60 cá. Rất đẹp luôn nha. Để mặc nhá. Cái này để mặc ấy. Em lấy cái chị em. Em lấy cái áo vậy, vậy cái này chị vừa mặc phải không? Hiên Nguyễn này. Chỗ cho Hiên Nguyễn này. Đấy mọi người ạ. Cái này là 35 cá nhá. Cái này 35 cá. Không lấy thì hơi phí nhá, có 35 cá nhá mọi người. 35 cá nhá. 35 cá. Chị vái ạ. 35 cá. Chất ứng nhá. 35 cá này. Ai lấy đúng không ạ? Ai lấy để em chuyển màu nhá. Liệt. 35 cá. Có người muốn không gì? Chân vải này này nha mọi người. Mặc rất công chúa. Mình có thể thả buông này cũng được này. Thả buông này mà mình thường là mặc đi. Này. Này. Chân vải này nha mọi người. Chân vải này nha, chân vải dai này. 40 cá này. Chân vải dai 40 cá nhá. Áo 35 cá, 30 cá. Ai lấy không ạ? Áo phóng 40 cá. Áo phóng 40 cá nha mọi người. Ai lấy không ạ? Comment cho em đi. 40 cá, cái chân vải cái này chi để mà ấy. Đấy. Chân vải này nhá. Chân vải này 60 cá. Chân vải mặc cực kỳ đẹp luôn mọi người ạ. Này. Đấy nhá. Này. Chân vải cực kỳ đẹp luôn. Áo 40 cá. Này, chặt ứng này. 40 cá nhá. Ai lấy nữa không em đổi màu nhá. Em tắt nó gì. Đừng còn nhiều người xem thế. Đây cái này là cục nha em. Cục này. Đấy nhá, cái chân vai bo đang đẹp luôn. Cực kỳ đẹp. Này. Rất đẹp. Phải mình lấy đồ về bán không? Đấy nhá mọi người, cái chân vải này rất đẹp ạ. Mọi người chỉ đợi chị. Chất bo em ạ. Có quân trống nữa nha em. Sáu nó cùng là kiểu chấn vải này. Chứ mà nó chấn vải này. Rất đẹp luôn. Sái xe mơ em ạ. Xe mơ sẽ đeo mặc được. Ai lấy thì comment cho em nhá.
Em 56 cân, có lẽ nó mặc vừa em ạ. 56 cân thì không mặc vừa mất. Tầm 50 cân đổ lại. Ai 50 cân đổ lại thì mặc vừa. Em lại thêm sơ mi nhá. Em 56 cân. Mọi người ạ, nó có chỗ nào mà đồ đẹp, đồ vừa đẹp vừa rẻ mà mọi người ạ. Em chỉ đồ em toàn mặc có một hai lần thôi mọi người nhá. Cho nên là cứ yên tâm đi. Đồ đành thử. Đấy mọi người, dạo này xuống vĩnh béo quá. Trời ơi, giảm cân đi em ơi. 40 thưa vừa chưa ạ, 40 mặc đẹp với cậu. Này, cái áo sơ mi nhá, chất ứng cực kỳ luôn, chất có giãn nha mọi người. Chất ứng này mình có thể thẩm buông này hoặc sơ vít nhá. Sơ vít như thế này, để em sơ vít nha mọi người. Này. Sơ vít thế này này. Rất đẹp luôn ạ. Áo đỏ để chị, ok chị, áo đỏ này 60k chị ạ. Bo mua xe lơ không em ạ, chị toàn mặc xe S và xe mơ thôi. Áo đỏ này chất rất ứng chị ạ, chốt cho chị hóa nhá. Này, ở mỗi chị ở mỗi chị ở Vĩnh em ạ, Vĩnh và Tân Kỳ chị đeo xịt được nhá. Xịt tan của cái em chị phí rồi. Hóa chi để mối chi? Hóa có dây dẹp chi cho nó. Bên đầu dây dẹp á, em cho cái người thứ nào đâm đâm vào đó. Thôi cứ để đi. Điếu mà. Mai, đây em xỉu nhá. 48 mặc thưa vừa chị ạ. Yên tâm đi, có ai mua đẹp luôn. Ngon để mới nói em với. Đến của chị thầm chứ ta. Thầm hả? Thầm đấy. Có cái vải mua size S. Size S có em nhá. Đây chị xíu để chị đưa cho mà xem. Cái này của Vĩnh. Rồi đây. Cái áo đỏ nữa đây. Để chân vải em nhá. Chân vải này này. Size S này. Hết dây cho chị chưa em ơi, dây chưa hết nhá. Này đấy là cái áo. Áo sơ mi nhá. Áo sơ mi mọi người ạ. Em đấy mọi người ạ. Sơ mi này mình có thể sơ vín vào ạ. Đấy mọi người ạ. Chị ơi, có vải liên nữa không em? Vải liên có nè chị ạ. Ai lại xem mì này 40k chốt em chốt cho nhá. 40k chất rất ứng mọi người ạ. Đấy chị ạ, vải liên đấy nhá. Chị em tắt đấy. Mày lại tiếp.